Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 208. Cô gái gật đầu, đây chính là những sợi vận mệnh của chúng sinh nơi này. Diệp Huyên hỏi, có thể thay đổi không? Cô gái gật đầu, có thể. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, thật à? Cô gái khẽ gật đầu, nhưng chỉ có thể thay đổi sinh và tử thôi. Nói rồi, nàng ta xòe tay ra, một đóa hoa xuất hiện trong tay, nàng ta lại nhìn Diệp Huyên, hoa này, nếu không có người ngoài can thiệp vào thì nó vẫn sẽ tiếp tục trưởng thành, nhưng nếu ta ra tay, nó sẽ héo tàn ngay lập tức. Diệp Huyên trầm mặc một lát rồi nói, vậy sao cô biết được khi cô ra tay giết nó, đó không phải là số mệnh được định sẵn của nó. Trong mắt cô gái ánh lên một tia tán thưởng, người thật sự rất xuất sắc, người nói không sai, vận mệnh mà ta đã thay đổi của nó cũng có thể là vận mệnh vốn có của nó rồi, nhưng chuyện này lại thuộc vào một trình độ khác. Đó là bán thần cảnh. Diệp Huyên trầm giọng nói, trên động huyền là bán thần, mà trên bán thần là cổ thần. Cô gái gật đầu. Diệp Huyên có chút ngạc nhiên, vậy bây giờ cô là cảnh giới gì? Cô gái đáp, bán thần. Bán thần. Diệp Huyên trầm mặc, lúc trước khi đối mặt với pho tượng cổ thần kia, hình như hắn đã kiêu ngạo quá rồi đúng không? Lúc này, cô gái lại nói, động huyền, tên như ý nghĩa, chính là khiến cho những quỹ tích vận mệnh này được thực chất hóa, quan trọng nhất là ngươi phải tu ra được vận mệnh chi lực thuộc về chính mình. Nói rồi, nàng xòe tay ra, một nguồn sức mạnh bỗng xuất hiện trong tay, đây cũng là vận mệnh chi lực. Diệp Huyên trầm giọng nói, khống chế được vận mệnh chi lực của bản thân cũng đồng nghĩa khống chế được vận mệnh của mình à. Cô gái lắc đầu, không thể. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, tại sao? Cô gái liếc mắt nhìn Diệp Huyên, bởi vì có người mạnh hơn ngươi, người mạnh hơn sẽ quyết định vận mệnh của kẻ yếu hơn, hiểu chưa? Nghe vậy, Diệp Huyên hoàn toàn tỉnh ngộ. Vận mệnh. Đơn giản chính là cường giả vi tôn, ai mạnh thì có thể quyết định được số phận của người khác. Giống như Thanh Nhi, nàng ấy có thể quyết định nghìn tỷ vận mệnh của vô số sinh linh trong vũ trụ vô tận này chỉ trong chớp mắt. Lúc này, cô gái đột nhiên đứng dậy rồi nói, nếu cần gì có thể liên hệ với ta. Luận võ sẽ tổ chức vào một tháng sau, ngươi chỉ có chừng ấy thời gian thôi. Nói xong, nàng ta xoay người rời đi. Diệp Huyên đột nhiên nói, không cần lâu như vậy đâu. Cô gái quay đầu lại nhìn Diệp Huyên, khí tức của hắn. Đột nhiên tăng vọt, chỉ trong tích tắc, hắn đã từ chi huyền đạt thẳng đến động huyền. Thấy thế, cô gái hơi run lên, nàng ta nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên một lúc lâu, sau đó quay người rời đi. Diệp Huyên nhìn cô gái đã đi khuất kia, khẽ nhíu mày lại, bà cô này không thấy sợ hả? Vậy là hắn không làm màu được rồi. Diệp Huyên thôi không nghĩ nữa, hắn bắt đầu tập trung cảm nhận động huyền cảnh. Chấm chấm chấm. Ở một bên khác. Cô gái đang đứng trên một tòa thành nào đó nhìn xuống Diệp Huyên ở phía dưới. Lúc này, một ông lão chậm rãi đi tới phía sau, lão hơi thi lễ một cái rồi cũng nhìn xuống Diệp Huyên, trầm giọng nói, tộc trưởng, tại sao không giết người này? Cô gái khẽ lắc đầu, giết người này, tộc ta ắt gặp đại họa. Nghe vậy, trong mắt ông lão chợt co lại, sao có thể? Cô gái nhìn Diệp Huyên ở phía dưới, trong mắt ánh lên một tia phức tạp. Người bình thường há có thể khiến bút đại đạo phục tùng bên người. Ông lão trầm giọng nói, lúc trước ta đã điều động toàn bộ tình báo điều tra về người này, có được hai tin tức rất hữu dụng. Một, người này là thiếu chủ Dương tộc. Hai, người này là khách quý siêu cấp của Tiên Bảo Các, hơn nữa còn là khách quý siêu cấp độc nhất. Theo ta điều tra được, hắn có quen biết với Tần Quan Các chủ, còn tại sao bọn họ quen biết thì không tra ra được. Ngay cả Dương tộc. Nói đến đây. Lão khẽ lắc đầu, không có lấy một tin tức nào cả. Cô gái nhìn Diệp Huyên ở phía dưới, vẻ mặt bình tĩnh, không có tin tức nào thì chỉ có hai khả năng, một là Dương tộc này căn bản không tồn tại, hai là Dương tộc ở vũ trụ chúng ta không biết đến, văn minh võ đạo của họ đã vượt xa chúng ta. Nói rồi, nàng ta chậm rãi nhắm hai mắt lại, là vế thứ hai. Nghe vậy, sắc mặt ông lão cực kỳ nghiêm nghị, chuyện này. Sao có thể, tộc trưởng? Vị trí vũ trụ của chúng ta hiện tại gần như là có nền văn minh cao nhất trong tất cả vũ trụ được biết đến. Sao có thể còn một vũ trụ có nền văn minh cao hơn được? Cô gái liếc mắt nhìn ông lão, tầm nhìn hạn hẹp. Ông lão! Cô gái nhìn Diệp Huyên ở phía dưới, vẻ mặt rất phức tạp,
bởi vì nàng ta đã từng ra ngoài ngắm nhìn thế giới rộng lớn, vậy nên nàng ta chưa bao giờ cho rằng thần cổ tộc là lợi hại nhất. Ông lão do dự một chốc rồi nói, tộc trưởng, nếu hắn thật sự đến từ nền văn minh cao hơn, vậy tại sao ngài lại đưa hắn về đây? Cô gái vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, để hắn luận võ cùng vị kia của hoang thần tộc, nếu thắng thì vô cùng tốt, mà nếu thua thì hắn sẽ chết trong tay hoang thần tộc. Khi đó thế lực phía sau hắn chắc chắn sẽ xảy ra xung đột với hoang thần tộc, đến lúc đó, thần cổ tộc ta sẽ là ngư ông đắc lợi. Ông lão hơi thi lễ, khâm phục nói, kế này, cao. Cô gái nói, trong tháng này, hắn có nhu cầu gì cũng đáp ứng hết. Nói xong, nàng ta xoay người rời đi. Ông lão liếc mắt nhìn Diệp Huyên ở phía dưới, trầm mặc. Trên quảng trường, Diệp Huyên đã khôi phục về lại chi huyền cảnh. Diệp Huyên không khỏi phải cảm khái, bút đại đạo này thật sự có chút gian lận, hắn lợi dụng bút đại đạo để đạt đến động huyền cảnh, hắn sẽ làm quen với cảnh giới này trước rồi sau đó thử khống chế vận mệnh chi lực. Mà khi hắn khôi phục lại chi huyền cảnh, hắn đã có thể dễ dàng tự đột phá đến động huyền cảnh, không còn cần dựa vào bút đại đạo nữa. Nhưng mà chuyện đột phá này thật sự cần quá nhiều trụ mạch. Hắn từ chi huyền đến động huyền mà đã bỏ ra 30 triệu trụ mạch. 30 triệu. Cho dù là hắn cũng có chút đau lòng. Mà hắn cũng có chút sụp đổ, tại sao hắn lại cần nhiều trụ mạch như vậy để đạt đến động huyền. Mà nhóm Tú Phạn chỉ cần 5, 6 triệu thôi. Chẳng lẽ là vì hắn đột phá quá nhanh? Nhóm Tú Phạn phải mất một khoảng thời gian dừng chân ở chi huyền rất lâu rồi mới đột phá được, mà hắn chỉ vừa đến chi huyền không bao lâu. Mà dù sao đi nữa thì hiện tại hắn cũng phải nghĩ cách kiếm tiền. Hơn nữa sau khi đạt đến động huyền cảnh rồi, không có nghĩa hắn đã là động huyền cảnh chân chính. Dù sao cũng là dựa vào bút đại đạo mới đột phá được, hắn cần phải chứng lại để củng cố cảnh giới của mình. Mà bây giờ Diệp Huyên đang làm điều đó. Củng cố cảnh giới cũng cần tiêu tốn trụ mạch, nhìn trụ mạch ngày càng vơi đi ở trong nhẫn chứa đồ mà hắn sầu não ruột. Phải nghĩ cách kiếm trụ mạch mới được. Ngoại trừ củng cố cảnh giới của bản thân ra, hắn còn phải siêng năng tu luyện kiếm đạo của bản thân nữa. Tu luyện kiếm đạo không dễ như tu cảnh giới. Tu luyện kiếm đạo chính là tu tâm, phải lắng đọng tâm cảnh, đột phá tâm cảnh, mà những chuyện này không phải chỉ ngồi yên tìm hiểu là làm được. Không thể hấp tấp. Diệp Huyên đang nỗ lực khiến bản thân chậm lại, không thể quá gấp gáp được. Tu luyện rồi tu luyện, từng ngày cứ thế trôi qua. Một ngày nọ, Diệp Huyên đang tu luyện đột nhiên mở mắt ra, trước mặt hắn không xa có một thanh niên đang đứng, thanh niên nọ mặc một bộ trường bào màu đen bó sát người, khí thế hiên ngang, giữa hàng mày còn mang theo chút cảm giác uy nghiêm. Diệp Huyên hỏi, có chuyện gì sao? Vẻ mặt của thanh niên rất bình tĩnh, luận võ không? Diệp Huyên lắc đầu. Chàng thanh niên khẽ nhíu mày, tại sao lại không? Nghe vậy, lông mày Diệp Huyên cũng nhíu lại, ngươi thật sự muốn đánh. Chàng thanh niên vô cảm đáp, đúng vậy. Diệp Huyên gật đầu, vậy đặt cược đi cho thú vị, ngươi thấy sao? Chàng thanh niên nhìn Diệp Huyên, được thôi, ngươi nói đi, cược thế nào? Diệp Huyên xòe tay ra, một chiếc nhẫn chứa đồ xuất hiện trong tay hắn, đây là toàn bộ trụ mạch của ta, tổng là 30 triệu, vậy đánh cược 30 triệu đi. Nghe vậy, thanh niên sửng sốt. 30 triệu trụ mạch. Sắc mặt thanh niên chợt trở nên khó coi. Sao gã có 30 triệu trụ mạch được chứ? Toàn bộ thần cổ tộc này, e là chỉ có tộc trưởng mới có thể lấy ra 30 triệu trụ mạch. Mẹ kiếp! Tên này giàu đến vậy à? Diệp Huyên đột nhiên nói, không chơi nổi à? Thanh niên liếc mắt nhìn Diệp Huyên, không nói lời nào. Diệp Huyên lạnh lùng nói, đã nghèo thì đừng đi đánh nhau. Nói xong, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, tiếp tục tu luyện. Thanh niên trầm mặc một lát rồi nói, ta không có nhiều trụ mạch như vậy, hay chúng ta cược ít hơn đi. Diệp Huyên mở mắt nhìn đối phương, người có bao nhiêu? Thanh niên do dự một lúc rồi nói, 3 triệu. Diệp Huyên giận tím mặt, chỉ có 3 triệu mà cũng tới tìm ta. Người đang sỉ nhục ta đấy à? Thanh niên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Huyên lại nói, ít quá, không đánh. Thanh niên cả giận nói, chỉ là luận võ thôi, người cần gì phải làm thế.
vẻ mặt Diệp Huyên rất bình tĩnh, luận võ không tốn thời gian à. Thời gian với người có lẽ không là gì, nhưng với ta thì nó vô cùng quý báu. Thanh niên đang muốn nói chuyện thì Diệp Huyên cắt ngang, thôi vậy đi, người tăng lên 10 triệu thì được. Thanh niên nhìn Diệp Huyên, người tự tin như thế. Diệp Huyên hỏi ngược lại, người không tự tin như thế. Thanh niên nhìn Diệp Huyên, một lát sau nói, người chờ đấy. Nói xong, gã quay người rời đi. Không bao lâu sau, thanh niên kia đã quay lại, gã mở tay ra, một chiếc nhẫn chứa đồ xuất hiện, trong nhẫn có vừa đủ 10 triệu. Mà lúc này đây, xung quanh đã có rất nhiều cường giả thần cổ tộc, có già lẫn trẻ, phải hơn mấy trăm người. Thanh niên nhìn Diệp Huyên, đánh được chưa? Nhưng Diệp Huyên lại lắc đầu. Chàng thanh niên khẽ nhíu mày, người muốn làm gì nữa? Diệp Huyên cười bảo, chờ chút đi. Nói rồi, hắn đột nhiên lấy ra một cái bàn, sau đó bảo, mọi người ơi, ta sẽ đại chiến với thiên tài thần cổ tộc các ngươi, mọi người có hứng thú đến cược không? Cược ta thắng thì một ăn hai, cược thiên tài thần cổ tộc các ngươi thắng thì một ăn 10. Nói rồi, hắn nghiêm túc lại, đây là cơ hội phát tài đó. Mọi người cân nhắc cho kỹ. Mọi người. Lời này của Diệp Huyên khiến sắc mặt các cường giả thần cổ tộc đều trở nên khó xem. Càng nhiều hơn chính là phẫn nộ, Diệp Huyên thắng, một ăn hai, mà thanh niên kia thắng, một ăn 10. Đây là đang sỉ nhục thần cổ tộc, thanh niên lạnh nhạt nói, muốn chơi chứ gì. Đã vậy thì phải chơi cho lớn, vì trước mắt chúng ta đây là phú hào cơ mà. Các cường giả thần cổ tộc nghe gã nói vậy thì sôi nổi đặt cược. Tất cả đều đặt thanh niên sẽ thắng. Tiền cược chẳng mấy chốc đã đạt đến con số 10 triệu trụ mạch. Tất cả đều đặt cho thanh niên kia, bởi vì gã là người yêu nghiệt nhất thần cổ tộc hiện nay, đương nhiên là phải đặt. Hơn nữa bọn họ cũng chướng mắt Diệp Huyên, chỉ là một kẻ ngoại lai thì lấy gì mà dám giễu võ dương oai ở thần cổ tộc. Diệp Huyên thấy vậy thì cạn lời. Đại tộc mà như thế này à? Đám thanh niên với mấy lão quái vật vậy mà chỉ đặt cược có 10 triệu trụ mạch. Nghèo dữ vậy. Vẫn là phú bà tần quan tốt hơn, đã đẹp còn giàu. Diệp Huyên thu hồi suy nghĩ, cười hỏi thanh niên, bắt đầu được rồi chứ? Gã gật đầu, được. Đoạn nhếch mép cười, người đã tự tin đến vậy thì. Gã vừa dứt lời đã thấy một tia kiếm quang bất thình lình xuất hiện trước trán. Trảm hư. Đồng tử thanh niên co rụt lại, đường kiếm đến quá bất ngờ, khiến gã không kịp đề phòng. Chỉ còn cách vung tay lên theo bản năng. Gã bị chém bay đi trăm trượng, khi vừa dừng lại thì thân xác vỡ vụn, một thanh kiếm đã đặt trước trán. Bốn bề lặng phắc như tờ. Thua rồi. Thế mà đã thua ư. Chỉ trong hai kiếm. Một kiếm xé thân, một kiếm định hồn. Ai nấy đều ngây ra như phỗng. Nơi xa, Diệp Huyên thu hết số nhẫn chứa đồ trên bàn vào túi, nói với thanh niên, ngươi thua rồi. Đoạn chỉ tay, để nhẫn của gã chậm chậm bay đến trước mặt mình. Tổng cộng 20 triệu trụ mạch. Diệp Huyên cong môi. Hiện giờ có 50 triệu trụ mạch trong tay, có thể tạm giải quyết việc gấp rồi. Thanh niên bên kia bỗng rít lên, ngươi đánh lén. Đánh lén. Các cường giả thần cổ tộc nghe vậy cũng nhao nhao hùa theo, đánh lén. Diệp Huyên chỉ mỉm cười, huynh đệ à, trước khi ra tay ta đã hỏi ngươi, bắt đầu được chưa, rồi đúng không? Sắc mặt thanh niên xấu đi trông thấy. Diệp Huyên, ngươi đáp thế nào? Ngươi nói, được, đã được thì ta ra tay có vấn đề gì sao? Thanh niên, vô liêm sỉ. Một cô gái đứng ở bên la lên, à ta trông còn rất trẻ, chỉ chừng 20. Mặc váy dài màu xanh lục, ngũ quanh xinh xắn, rõ là một tiểu mỹ nhân. Nhưng ả lại đang căm tức chừng Diệp Huyên. Diệp Huyên hỏi, vô liêm sỉ thế nào? Cô gái tức giận quát, cổ tân đại ca đang nói chuyện mà ngươi đã ra tay, không phải đánh lén thì là gì? Diệp Huyên hỏi lại, không phải ta đã hỏi bắt đầu được chưa à? Cô gái, nhưng huynh ấy đang nói chuyện. Diệp Huyên nhíu mày, tỉ thí đã bắt đầu mà còn buôn chuyện. Làm vậy không phải ngu thì là gì? Cô gái tức tối, nhưng huynh ấy đang nói chuyện. Đậu má. Diệp Huyên há hốc, nhỏ này bị khùng hả? Cô gái trợn mắt, ngươi vô liêm sỉ, ngươi đánh lén.
Diệp Huyên lắc đầu, ê này, tính ta mà còn như hồi trước là ngươi đã chết 100 lần rồi đó. Rồi xoay người rời đi. Nhưng các cường giả thần cổ tộc không chịu bỏ qua, vẫn còn chỉ trỏ mắng hắn. Diệp Huyên bỗng dừng lại, xoay người nói, không phục thì đánh lại, lần này ai lên? Ai lên? Bốn bề trở nên im ắng. Diệp Huyên vừa rồi tuy tấn công bất ngờ nhưng đã thể hiện thực lực cao cường, bằng không thì có đánh lén kiểu gì cũng vô dụng. Nào ngờ cô gái kia lại la lên, người đánh lén. Ngươi! Diệp Huyên biến mất tại chỗ. Chát! Dưới con mắt của tất cả mọi người, hắn vung tay tát thẳng vào mặt ả kia. Phụt! Toàn bộ hàm răng ả ta phun ra hòa cùng với máu. Diệp Huyên tóm lấy cổ ả, rộng đầu xuống đất. Ầm! Mặt đất nứt toác, đầu ả lún sâu vào. Diệp Huyên đạp chân phải lên người ả, bình thản nói, ta đã nể mặt ngươi rồi nhưng ngươi không muốn, đã vậy ta cũng chẳng khách khí nữa. Nói rồi nhấc chân giẫm xuống mặt ả. Phụt! Mặt ả vỡ vụn, máu tươi phun tung tóe. Làm càn! Một tiếng gầm phẫn nộ vang lên từ đằng xa. Diệp Huyên nhìn theo, thấy một người đàn ông áo đen đang tức giận chừng hắn. Hắn chừng lại, trợn mắt ếch nhìn ta làm gì? Ngon tới đánh đi, mọi người, yết hầu người đàn ông di chuyển khi nghe hắn nói vậy, đoạn run rẩy cất giọng, người ức hiếp đàn bà con gái thì còn là thứ gì? Nào ngờ vừa dứt lời đã thấy một thanh kiếm chỉ vào trán. Người đàn ông đờ người ra. Diệp Huyên đẩy nhẹ tay phải về trước. Phập. Kiếm đâm vào da thịt, máu túa ra nhuộm đẫm gương mặt người đàn ông. Diệp Huyên, bây giờ ta đang ức hiếp ngươi đây, ngươi không phải đàn bà chứ? Người đàn ông run rẩy, ngươi, đây chính là thần cổ tộc. Diệp Huyên lắc đầu cười, nhìn khắp bốn phía, các ngươi không phục thì cứ lên đánh, ta đang đứng ngay đây thôi. Ngang ngược. Những thanh niên thần cổ tộc giận không thể tả, nhưng không ai dám bước lên. Bởi vì sức mạnh mà Diệp Huyên thể hiện ra vô cùng kinh khủng. Hắn cười, sao? Thần cổ tộc cũng chỉ biết đấu võ mồm à. Một người đàn ông cả giận quát, ngươi dám nhục mạ thần cổ tộc ta. Ngươi! Một tia kiếm quang xuất hiện trước trán ông ta. Ông ta tức tối nói, có bản lĩnh thì giết đi. Ta không sợ chết, ta! Phập! Kiếm đâm xuyên qua đầu ông ta. Ầm! Thân hình ông ta bị xóa đi. Trực tiếp xóa sổ. Các cường giả thần cổ tộc biến sắc kịch liệt. Không ai nghĩ rằng Diệp Huyên lại dám giết người ở thần cổ tộc. Cổ Tân lạnh lùng thốt lên, các hạ đang xem thường. Lời chưa dứt đã thấy một thanh kiếm đặt giữa trán. Diệp Huyên quay lại, ngươi chính là thiên tài yêu nghiệt nhất thần cổ tộc bây giờ à? Cổ Tân, phải. Diệp Huyên nhíu mày, sao yếu xỉu vậy? Sắc mặt Cổ Tân trở nên dữ tợn, ngươi nhục mạ ta. Diệp Huyên lắc đầu, ngươi lấy tư cách gì để được ta nhục mạ? Thứ nhất, ngươi thua mà không nhận, thứ nhì, ngươi còn chưa nhìn rõ được sự thật. Đó là ngươi không chọc nổi ta, có biết vì sao ta đến thần cổ tộc không? Vì ta đánh không lại tộc trưởng của các ngươi, ta chịu thua, nhưng ngươi đánh không lại ta mà còn vênh mặt, bị ngu hay gì? Vừa dứt lời, thanh kiếm trong tay hắn đã đâm tới muốn lấy mạng Cổ Tân. Đúng lúc này, một luồng sức mạnh khổng lồ bỗng bao lấy Cổ Tân, đẩy kiếm ra. Một ông lão xuất hiện trước mặt gã. Chính là người vẫn luôn đi theo tộc trưởng. Ông lão nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử, quá đáng rồi. Diệp Huyên nhíu mày, quá đáng ư. Hắn lắc đầu cười, thần cổ tộc thân là đại tộc mà giáo dưỡng thế này. Đúng là thất vọng. Rồi xoay người rời đi. Để lại một nhóm người với sắc mặt xấu xí. Những cường giả thần cổ tộc trẻ tuổi bỗng tức tối mắng chửi hắn, bảo hắn cút khỏi nơi này. Diệp Huyên dừng bước, xoay người hỏi họ, các ngươi bảo ta cút. Một người quát lên, đúng, đây là thần cổ tộc, ngươi không phải người của chúng ta, mau cút đi. Diệp Huyên gật đầu, cút thì cút. Sau đó hắn ngự kiếm bay thẳng vào lòng vũ trụ. Sắc mặt ông lão kia thoát cái trắng bệch, Diệp công tử. Nhưng Diệp Huyên đã biến mất. Hắn đang ngự kiếm trong vũ trụ thì dừng lại khi thấy một cô gái đứng gần đó. Chính là tộc trưởng thần cổ tộc. Nàng ta lẳng lặng nhìn hắn. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, chính tộc nhân của cô bảo ta cút.
Cô gái bình thản nói, người nói nhảm hơi bị nhiều đấy. Diệp Huyên. Cô gái bỗng dưng biến mất khiến Diệp Huyên sửng sốt. Một khắc sau, cảnh vật trước mắt biến ảo, cả hai đã xuất hiện tại đài diễn võ. Các cường giả thần cổ tộc vẫn còn có mặt. Họ thấy cô gái thì cung kính thi lễ, tộc trưởng. Cô gái hỏi Diệp Huyên, người vừa nói giáo dưỡng thần cổ tộc cũng chỉ có vậy, có thể nói kỹ hơn không? Diệp Huyên lạnh lùng, nói gì? Cô gái, ta thấy thần cổ tộc quả thật cũng cần thay đổi. Nghe nói ngươi cũng dạy học, hay là ta mở lớp ở thần cổ tộc cho ngươi dạy? Diệp Huyên lắc đầu, không có hứng thú. Cô gái khẽ nhíu mày. Diệp Huyên không nói nữa, xoay người rời đi. Buồn cười, bảo ta dạy là ta phải dạy, tưởng ta đần lắm chắc. Cô gái bỗng nói, có thù lao. Diệp Huyên dừng bước. Xoay lại hỏi, bao nhiêu? Cô gái, có thể thương lượng. Diệp Huyên suy nghĩ một hồi, nói, 10 triệu trụ mạch một tháng. Cô gái lại nhíu mày, sao ngươi không đi ăn cướp luôn đi? Diệp Huyên vươn tay để một quyển bộ luật thần đạo bay tới. Thấy quyển sách này chưa? Cô gái liếc nhìn sửng sốt, đây là... Diệp Huyên bình tĩnh đáp, ta viết nó đấy. Tần quan. Cô gái nhìn Diệp Huyên, ngươi viết. Diệp Huyên gật đầu rồi thu bộ luật thần đạo về. Hắn không nói gì nữa, xoay người rời đi. Cô gái hỏi với theo, người sẽ giảng bài bằng quyển bộ luật thần đạo tự mình viết đấy sao? Diệp Huyên dừng bước, lắc đầu, không. Cô gái xuất hiện trước mắt hắn, vậy ngươi lấy tư cách gì để đòi 10 triệu trụ mạch một tháng? Diệp Huyên cười, cô có thể không mời, ta cũng không cần phải giảng. Sau đó biến mất. Để lại cô gái với đôi mày hơi nhíu lại, không biết đang suy nghĩ gì. Một hồi sau, nàng ta nhìn sang Cổ Tân, gã khẽ biến sắc, đầu rũ xuống. Cô gái nhìn gã với vẻ mặt ảm đạm, người kém hắn quá nhiều. Rồi nhìn khắp bốn phía, còn các ngươi, chẳng lẽ thần cổ tộc ta không dám nhận thua đến vậy sao? Ai nấy im ri cúi đầu. Cô gái, đến lúc thần cổ tộc phải thay đổi rồi. Sau đó rời đi. Để lại một nhóm cường giả với sắc mặt khó coi vô cùng. Chấm chấm chấm. Diệp Huyên đi tìm thần Lam. Hắn nhận ra thần cổ tộc cũng khá tốt với nàng ta, còn đang chú trọng bồi dưỡng nàng. Nhưng muốn đạt đến bán thần ở nơi này thì có chút khó khăn, ngoại trừ cơ duyên ra còn cần tiền. Mà thần cổ tộc tất nhiên sẽ không dồn mọi tài nguyên cho một người mới trở lại như thần Lam. Hai người hàn huyên một hồi, Diệp Huyên rời khỏi, đi đến thần cổ thành. Đây là một tòa thành phụ của thần cổ tộc, cũng là tòa thành thịnh vượng nhất. Bởi vì nơi này còn nằm trong phạm vi thần cổ tộc nên người phụ nữ kia không hạn chế hắn. Diệp Huyên nhanh chóng đi tìm Tiên Bảo Các. Đúng như hắn đoán, Tiên Bảo Các cũng có mở chi nhánh ở thần cổ thành. Để tránh tai mắt người khác, hắn trực tiếp lấy lệnh Huyền Thiên ra. Hắn đến đây vì công chuyện, không phải để làm mầu. Thấy lệnh Huyền Thiên xuất hiện. Phân hội trưởng của Tiên Bảo Các nơi này đích thân ra đón. Đó là một người đàn ông mập mạp, ước lượng tầm 300 cân, những thớ thịt trên người lắc lư theo từng bước đi. Ông ta tên Từ Thiên, là người quản lý Tiên Bảo Các ở thần cổ giới. Từ Thiên cung kính thi lễ với Diệp Huyên, Diệp Thiếu. Hắn gật đầu, đi vào rồi nói. Sau đó nhấc chân bước vào. Từ Thiên quẹt mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng đi theo. Trong phòng, Diệp Huyên ngồi xuống, Từ Thiên khom lưng đứng. Diệp Huyên nói, ông cũng ngồi đi. Từ Thiên vội lắc đầu, không không, ta đứng được rồi. Diệp Huyên cười, ta đến đây muốn nhờ ông giúp vài việc. Từ Thiên khẽ thi lễ, Diệp Thiếu cứ việc phân phó, chỉ cần trong khả năng, chúng ta sẽ làm hết sức. Diệp Huyên, cho ta biết về đế hoang thần tộc và thần cổ tộc. Từ Thiên, thần vũ trụ này có 3 siêu thế lực, hai cái tên cậu vừa nhắc chính là 2 trong 3 số đó. Diệp Huyên nhíu mày, còn thế lực cuối. Từ Thiên mỉm cười, chính là Tiên Bảo Các chúng ta. Diệp Huyên thoáng ngẩn ra, cười hỏi, Tiên Bảo Các nơi này nhiều cường giả lắm sao? Từ Thiên, đúng vậy, không giấu gì cậu, ta cũng là bán thần. Bán thần. Diệp Huyên sửng sốt. Sau đó lập tức bật dậy, ông là bán thần. Từ Thiên gật đầu. Diệp Huyên, vậy ông cung kính với ta như thế làm gì?
hay là, ông cũng ngồi xuống đi. Từ Thiên cười méo xẹo, Diệp công tử à, ta tuy là bán thần nhưng cũng chẳng là cái đinh gì trước Dương tộc cả. Diệp Huyên tò mò, ông từng gặp người Dương tộc rồi. Từ Thiên gật đầu, may mắn gặp một lần. Diệp Huyên, đó là ai? Từ Thiên chần chừ một hồi mới đáp, kiếm chủ áo xanh. Sắc mặt Diệp Huyên cứng lại. Không ngờ lại gặp đúng người lợi hại nhất Dương tộc, chẳng trách sao ông ta khúm núm với hắn như vậy. Hắn lắc đầu cười một tiếng. Từ Thiên hỏi, vì sao Diệp thiếu đến đây? Diệp Huyên thu hồi suy nghĩ, kể ra ân oán giữa mình và thần cổ tộc. Từ Thiên nghe xong thì nhíu mày, nàng ta uy hiếp Diệp thiếu sao? Diệp Huyên cười, có thể xem là vậy. Sắc mặt Từ Thiên lạnh đi, người đâu? Một ông lão xuất hiện phía sau ông ta. Từ Thiên sầm mặt, từ giờ phút này trở đi, lập tức dừng mọi giao dịch kinh tế với thần cổ tộc, tiên bảo các chúng ta rút khỏi thần cổ giới. Ông ta thi lễ với Diệp Huyên, nếu Diệp thiếu cần, tiên bảo các sẽ lập tức tuyên chiến với thần cổ tộc. Ông lão phía sau ngây ra như phỗng. Chuyện gì thế này? Nhưng Diệp Huyên lắc đầu, tạm thời không cần. Từ Thiên khó hiểu, vì sao? Diệp Huyên cười, ta muốn lịch luyện thêm. Thứ hắn cần nhất hiện nay là chiến đấu. Cường giả bán thần quá mạnh mẽ, đánh cũng không có ý nghĩa, vì vậy hắn cần tìm cường giả cùng cấp mạnh nhất thế giới này. Từ Thiên nghe vậy thì gật đầu, được, Diệp thiếu có cần gì, chỉ việc phân phó. Diệp Huyên cười, cho ta biết về đế hoang thần tộc đi. Từ Thiên, đế hoang thần tộc mạnh hơn thần cổ tộc rất nhiều, mạnh nhất là ở thế hệ trẻ, khác biệt một trời một vực so với thần cổ tộc. Diệp Huyên nhíu mày, khác biệt nhiều lắm ư. Từ Thiên gật đầu, rất nhiều. Thế hệ trẻ đế hoang thần tộc có một siêu yêu nghiệt tên Đế Trang, không phải kinh khủng dạng thường. Theo ta được biết, nàng ta đã sắp đến bán thần rồi. Bán thần. Diệp Huyên sửng sốt, biến thái dữ vậy. Từ Thiên gật đầu cười khổ, ta cũng khiếp sợ hệt như cậu. Nhưng cũng có thể hiểu được, trên đời này có nhiều người không thể áp dụng lẽ thường mà nói. Diệp Huyên im lặng. Hắn chợt nghĩ đến Thanh Khâu. Nhóc đó cũng yêu nghiệt lắm. Từ Thiên lại nói, thần cổ tộc chắc chắn không có ý tốt khi muốn Diệp thiếu đi tỉ thí với đế hoang thần tộc. Nếu cậu thắng thì tốt, nếu cậu thua thì bọn họ cũng không thiệt gì. Hơn nữa, nếu cậu chết dưới tay đế hoang thần tộc thì thần cổ tộc mới là người thắng lớn nhất, bởi bọn họ biết người sau lưng cậu sẽ không bỏ qua cho đế hoang thần tộc. Đôi mắt ông ta ánh lên vẻ lạnh lùng, người phụ nữ kia đúng là ác độc. Diệp Huyên mỉm cười, đúng là ác phết. Từ Thiên, Diệp Thiếu, nếu cậu chiến đấu cùng Đế Trang thì tuyệt đối không thể lơ là. Nàng ta không hề đơn giản. Diệp Huyên gật đầu, ta biết rồi. Hắn đứng dậy, nhưng nghĩ đến điều gì mà hỏi, ông có biết nhiều về cổ thần và thượng cổ chi thần không? Từ Thiên lắc đầu, không nhiều. Ta chỉ biết những ai được phong thần đều đã rời khỏi thần vũ trụ đến nơi cao hơn. Tổ tiên thần cổ tộc và đế hoang thần tộc cũng từng xuất hiện cổ thần và thượng cổ chi thần. Diệp Huyên tò mò, hai cái này khác nhau chỗ nào? Từ Thiên suy nghĩ rồi nói, cụ thể ra sao thì ta không rõ, chỉ biết thượng cổ chi thần mạnh hơn cổ thần rất nhiều. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi. Rồi ôm quyền, ta không làm phiền từ hội trưởng nữa, cáo từ. Từ Thiên thi lễ, Diệp Thiếu đi thông thả. Diệp Huyên gật đầu rồi biến mất. Hắn đi rồi. Từ Thiên nhíu mày, thần cổ tộc này ngại sống lâu quá hay sao mà dám bắt vị Diệp thiếu này? Ông lão phía sau tò mò hỏi, hội trưởng, thanh niên ban nãy là? Từ Thiên thì thầm, Diệp thiếu, Diệp đại thiếu của Dương tộc. Ông lão nhíu mày, Dương tộc là thế lực nào? Từ Thiên cười khổ, một thế lực mạnh đến nỗi khiến người tuyệt vọng. Ông lão, vì sao ta chưa từng nghe đến? Từ Thiên cười khẽ, có biết thượng cổ chi thần không? Ông lão gật đầu, đương nhiên. Từ Thiên nhìn về phía xa, thì thầm, trước Dương tộc, thượng cổ chi thần cũng chẳng là cái thá gì. Ông lão ngạc nhiên vô cùng. Từ Thiên lại nói, thần cổ tộc này, e rằng sắp xong rồi. Sắc mặt ông ta lạnh đi, lập tức theo dõi thần cổ tộc, có động tĩnh gì báo cho ta ngay. Đoạn, ông ta dừng lại một chút rồi nói lại, thôi, tự ta sẽ đi. Nói xong thì biến mất. Ông lão. ...
Khi Diệp Huyên trở về thần cổ tộc, cô gái kia lại xuất hiện trước mặt hắn, người đến Tiên Bảo Các. Diệp Huyên gật đầu, ta là khách quý siêu cấp nơi đó, đi dạo một vòng không thành vấn đề chứ. Cô gái gật đầu, dĩ nhiên. Diệp Huyên cười, còn có việc gì không? Không thì ta đi tu luyện. Cô gái, 10 triệu trụ mạch một tháng đúng không? Diệp Huyên mỉm cười, sao? Bây giờ lại đồng ý à? Cô gái gật đầu, phải, nhưng ngươi chỉ còn nửa tháng trước khi tỉ thí, nên ta sẽ chỉ trả 5 triệu. Diệp Huyên nghĩ ngợi một hồi, được thôi, nhưng ta có một yêu cầu, ta làm gì các người cũng không được xen vào. Cô gái nhìn hắn, chỉ cần không đánh chết thì tùy ngươi. Diệp Huyên cười, được thôi. Cô gái vươn tay đẩy một lệnh bài đến, thấy lệnh này như thấy tộc trưởng. Diệp Huyên lại lắc đầu, không cần, rồi đi về phía xa, để lại cô gái nhíu mày. Cổ Tân thấy Diệp Huyên đến tìm mình thì biến sắc. Diệp Huyên cười, từ giờ phút này, ta nói gì, người nghe nấy được chứ? Cổ Tân, tộc trưởng bảo ngươi dạy chúng ta, không có nghĩa là ngươi có thể tùy tiện làm bậy. Nụ cười của Diệp Huyên tắt ngúm, ngươi tin ta giết ngươi ngay lập tức không? Cổ Tân rét run trong lòng, gã biết người này không nói đùa. Diệp Huyên thu hồi tầm mắt, đi sang nơi khác, gọi toàn bộ thế hệ trẻ thần cổ tộc đến đài diễn võ trong một khắc. Ai đến trễ, ta chặt chân. Cổ Tân, ngươi muốn làm gì? Diệp Huyên không quay đầu lại, ta sẽ dạy cho các ngươi thế nào là ra vẻ. Cổ Tân. Diễn võ trường. Nơi này không mất bao lâu đã đầy ắp người, tất cả đều là thế hệ trẻ của thần cổ tộc. Diệp Huyên ngồi trên một đài đá trước mắt họ, đang chăm chú đọc quyển sách cổ trong tay. Cổ Tân bên dưới im lặng nhìn lên. Tộc trưởng thần cổ tộc cũng âm thầm quan sát từ trong bóng tối. Chỉ thấy Diệp Huyên đặt sách xuống, nhìn người bên dưới, hỏi, đến đủ hết chưa? Lời vừa dứt, đã thấy một thanh niên vội vã chạy đến. Thấy Diệp Huyên nhìn mình, hắn ta biến sắc, run cầm cập nói, ta có việc đến muộn. Một thanh kiếm đã đâm xuyên qua giữa trán, đóng đinh hắn ta xuống đất. Không giết, chỉ đóng ở đó thôi. Các cường giả thần cổ tộc thấy vậy thì biến sắc. Tàn ác quá. Nhưng không ai dám hó hé. Bởi vì họ biết tên này không phải ác thường đâu, hắn dám giết người thật là đằng khác. Bọn họ đồng loạt quay đầu, thấy một cô gái hớt hải chạy đến. Nàng ta mặc váy trắng, trông chỉ chừng 17-18. Dung mạo xinh xẻo đáng yêu. Khi nhìn thấy người thanh niên bị đóng xuống đất, sắc mặt nàng ta trắng bệch. Run rẩy nói với Diệp Huyên, ta có việc, đến trễ. Diệp Huyên mỉm cười, đừng sợ, có việc đến muộn là bình thường, vào tìm chỗ ngồi đi. Những người khác nghe vậy thì hóa đá. Chuyện gì thế này? Cô gái nghe Diệp Huyên nói thế thì thở phào nhẹ nhõm, vội vàng cúi người thi lễ rồi tìm chỗ ngồi xuống. Người thanh niên bị ghim xuống đất mở miệng đầy khó tin, không phải chứ? Sao lại thế, ta đến trễ thì bị đóng đinh, nàng ta lại không sao cả là thế nào? Diệp Huyên nhìn hắn ta, nhàn nhạt nói, vì nàng đẹp. Người thanh niên dại ra. Mọi người. Diệp Huyên lại hỏi, ngươi không phục. Người thanh niên do dự một hồi rồi đáp, có hơi hơi. Vừa dứt lời, thanh kiếm thứ hai đâm xuyên vai phải hắn ta. Ầm. Thân xác người thanh niên nứt ra, máu phun tung tóe. Mọi người. Diệp Huyên, còn hỏi gì nữa không? Ít hầu người thanh niên nhúc nhích, người muốn. Làm gì thì làm, ta không ý kiến. Mọi người. Diệp Huyên gật đầu, vậy chúng ta tiếp tục vào bài giảng. Hôm nay ta sẽ nói cho các ngươi nghe về thực tế. Thực tế. Tất cả im lặng hình Diệp Huyên. Hắn nhìn lại, các ngươi biết thực tế là gì không? Một nam thanh niên lên tiếng, nam đến trễ bị đánh tàn phế, nữ đến trễ không sao, đó là thực tế. Diệp Huyên nhìn theo hướng đó, người thanh niên nhìn lại, trong mắt có một tia cực đoan. Diệp Huyên cười hỏi, ngươi tên gì? Người thanh niên, Cổ Tân. Diệp Huyên gật gù, nói rất hay. Hắn nhìn sang Cổ Tân, ngươi là siêu thiên tài đứng đầu thần cổ tộc đúng không? Cổ Tân, phải. Diệp Huyên cười, có biết vì sao tộc trưởng các ngươi nhờ ta giảng bài không? Cổ Tân không đáp.
Diệp Huyên, ta đến để nói cho ngươi một điều thực tế, vì ngươi kém cỏi nên tộc trưởng các ngươi mới gọi ta đến thay ngươi. Ta đến rồi thì bị ngươi khiêu chiến, sau khi ta ra tay, ngươi nên nhìn rõ hiện thực, ngươi không phải đối thủ của ta. Nhưng ngươi không nhận ra, vẫn tiếp tục ngang ngược với ta. Ta khuyên ngươi nên về đọc sách của ta nhiều hơn, rèn luyện bản tính. Nếu là ngày trước thì cỏ trên mộ ngươi đã cao 3 thước rồi đấy. Sắc mặt Cổ Tân trở nên khó coi, nhìn Diệp Huyên đầy căm tức. Diệp Huyên cười nhạt, còn trợn mắt nhìn à. Ta hỏi ngươi một câu, ngươi đánh thắng ta được không? Cổ Tân cả giận, ta đánh không lại, nhưng sĩ khả sát, bất khả nhục. Diệp Huyên nhíu mày, sao ngươi lại cho rằng ta đang hạ nhục ngươi? Không đánh lại thì sợ thôi, khó lắm sao? Hắn nhìn những người khác, khó lắm sao? Ai nấy im ri? Cổ Tân cười khẩy, thà chết vinh còn hơn sống nhục. Diệp Huyên nhìn gã, xem ra ngươi vẫn chưa phục, vậy chúng ta đánh lại. Cổ Tân đứng bật dậy, đánh thì đánh. Gã vừa dứt lời đã thấy một tia kiếm quang chém tới. Đồng tử rụt lại, Cổ Tân cuống quýt phung tay lên. Ầm. Dưới mắt mọi người, thân xác gã vỡ vụn, bị một thanh kiếm đâm thủng linh hồn, đóng đinh vào thời không. Mọi người. Diệp Huyên nhìn linh hồn Cổ Tân từng chút bốc cháy, từng chút biến mất. Những người khác biến sắc. Diệp Huyên vẫn bình thản vô cùng. Cổ Tân chừng hắn, người giỏi thì giết ta đi. Diệp Huyên cười, người dám nói vậy vì ngươi biết tộc trưởng các ngươi còn đang nhìn, sẽ không để ta giết ngươi, vì ngươi là thiên tài yêu nghiệt của thần cổ tộc, đại diện cho tương lai thần cổ tộc. Cổ Tân siết chặt tay, trừng mắt nhìn Diệp Huyên đầy lạnh lùng. Diệp Huyên bật cười, quay sang hỏi cô gái đứng trên tường thành, tự dưng ta thấy hâm mộ cha ta ghê. Cô gái lẳng lặng nhìn lại. Diệp Huyên, hâm mộ gì ư? Hâm mộ ông ấy có đứa con giỏi như ta. Người đàn ông áo xanh mọi người. Cô gái thu tầm mắt về rồi nhìn Cổ Tân với ánh mắt bình lặng. Cổ Tân siết chặt tay, linh kiện vẫn đang biến mất từng chút một. Nhưng cô gái không hề lên tiếng hay tỏ vẻ sẽ ra tay. Sắc mặt các cường giả thần cổ tộc trở nên khó coi. Chẳng lẽ tộc trưởng định để một kẻ ngoại lai giết Cổ Tân thật? Diệp Huyên chỉ xếp bằng ngồi xuống, tiếp tục đọc sách. Nếu cô gái mở miệng, hắn sẽ không giết Cổ Tân, nhưng gã cũng sẽ không còn đường cứu vãn. Vì sao? Vì làm người phải tự biết mình đang ở đâu, bằng không sẽ ngạo mạn, sẽ lạc lối. Vì sao Cổ Tân dám phách lối như vậy? Sự tự tin của gã dựa trên vị nữ tộc trưởng kia, gã cho rằng tộc trưởng sẽ không để gã chết. Nếu cô gái mở miệng, Cổ Tân sẽ chỉ càng ngạo mạn. Bất hạnh lớn nhất đời người ngoại trừ cứng không được chính là sống mà không biết vị trí của mình ở đâu. Linh hồn Cổ Tân ngày càng mờ dần, nhưng nữ tộc trưởng không lên tiếng, Diệp Huyên cũng không định dừng lại. Sắc mặt các cường giả thần cổ tộc trở nên trắng bệch. Chẳng lẽ phải từ bỏ Cổ Tân? Bản thân Cổ Tân cũng bắt đầu cuống dần. Thần cổ tộc chẳng lẽ muốn mặc kệ gã? Lúc này, nữ tộc trưởng mở miệng, thần cổ tộc này, trừ ta ra, có thể thiếu bất kỳ ai. Sau đó xoay người rời đi. Những lời này khiến Cổ Tân mặt cắt không còn hột máu. Gã đã hiểu. Triệt để hiểu ra. Thiên tài. Yêu nghiệt. Nếch là cái gì cả. Trừ khi yêu nghiệt đến trình độ có thể thay đổi sự hưng suy của gia tộc, còn lại thì được gì? Nếu gã là bán thần, liệu thần cổ tộc có chịu từ bỏ gã như vậy không? Chắc chắn không. Gã bỗng dưng nhận ra mình đang ở đâu. Cổ Tân vội vàng la lên, ta nhận sai. Nhận sai. Các cường giả thần cổ tộc thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Diệp Huyên tiếp tục đọc sách, không hề dừng lại. Các cường giả thần cổ tộc nổi giận. Một người đàn ông bật dậy quát lên, đã nhận sai rồi mà ngươi còn muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Ngươi! Phập! Một thanh kiếm đâm thủng giữa trán. Ghim ông ta vào thời không nơi xa. Diệp Huyên liếc mắt nhìn một người đàn ông áo xám khác cũng vừa đứng lên, sao? Ông ta run rẩy, ta ngồi lâu tê chân, đứng lên thư giãn, không có ý gì khác. Mọi người! Diệp Huyên gật đầu, tiếp tục đọc sách. Cổ Tân bỗng la lên, 10 triệu trụ mạch, ngươi tha ta một mạng, ta cho ngươi 10 triệu trụ mạch.
Diệp Huyên búng tay một cái. Tách! Thanh kiếm cắm vào linh hồn Cổ Tân bay ra. Diệp Huyên cong ngón tay, đẩy một viên thuốc đến cho gã, dưỡng hồn đan, giá 10 triệu trụ mạch. Đừng cho rằng ta gạt ngươi, Diệp Huyên ta không phải hạng người như vậy. Mọi người! Cổ Tân nhìn Diệp Huyên, đoạn nuốt viên đan vào mà không chút do dự. Linh hồn gã nhanh chóng phục hồi. Cổ Tân thấy vậy thì thở phào, vậy là không phải chết rồi. Thấy Diệp Huyên nhìn mình, gã chần chừ một hồi rồi nói, người nhà ta sẽ giao đủ 10 triệu trụ mạch trong một giờ. Diệp Huyên gật đầu, tốt. Rồi đưa tay ra hiệu, Cổ Tân huynh, mời ngồi. Sắc mặt mọi người trở lên kỳ lạ. Má nó. Chỉ cần đưa tiền cho tên này là thành huynh đệ với nhau liền à. Cổ Tân liếc Diệp Huyên rồi ngồi xuống. Diệp Huyên nhìn xuống mọi người, cười nói, các vị, nội dung chính của bài giảng hôm nay chính là thực tế. Chúng ta phải biết rõ mình là ai, bằng không sẽ gặp đại họa. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên từ chân trời, vậy các hạ biết mình là ai sao? Một cô gái xuất hiện cách Diệp Huyên không xa, ả ta mặc chiến giáp màu tím, hai tay chắp sau lưng, mặt trái xoan, mi như phượng, hai mắt sáng như sao, giữa đôi mày là vẻ anh khí tự tại. Mái tóc dài được buộc lên cao bởi một sợi dây lụa đen, trông như chiếc đuôi ngựa dài đến tận mông. Nhưng làm người ghé mắt nhất là ngực ả ta. Lớn. Cực lớn. Sắp tràn cả ra, chiến giáp cũng không che nổi. Các cường giả thần cổ tộc thấy ả ta thì biến sắc kịch liệt. Đế Trang. Thiên tài yêu nghiệt nhất thế hệ trẻ đế hoang thần tộc. Sao người này lại đến đây? Ai nấy nhìn nhau đầy hoài nghi. Đế Trang chỉ nhìn Diệp Huyên, người biết vị trí của mình ở đâu sau. Đế Trang. Diệp Huyên đã nhận ra thân phận của đối phương. Hắn không khỏi ngạc nhiên khi thấy ả ta xuất hiện ở đây, nhưng rồi nhanh chóng hiểu ra vì sao. Rõ ràng là đến đây vì hắn. Mà cô ả này cũng lớn phết. Hắn thu tầm mắt đang dính vào nơi nào đó về, mỉm cười nói, ta đương nhiên biết rõ mình là ai. Đế Trang, thật sao? Diệp Huyên nghiêm túc gật đầu, ta là Kháo Sơn Vương. Đế Trang, Kháo Sơn Vương. Diệp Huyên cười, hiểu thì hiểu, không hiểu thì thôi. Đế Trang nhìn hắn, người định đại diện cho thần cổ tộc. Diệp Huyên gật đầu, đế hoang thần tộc hiển nhiên đã điều tra về hắn nên đến gây phiền cho hắn thôi. Đế Trang nhìn khắp bốn phía, nói, nơi này được trận pháp đặc biệt gia cố, không bằng ngươi ta đánh một trận. Diệp Huyên đang muốn mở miệng thì thấy tộc trưởng thần cổ tộc xuất hiện giữa sân, khẽ lắc đầu với hắn. Hắn mỉm cười, đã có người khiêu chiến, sao ta có thể từ chối? Đoạn nói với Đế Trang, mời. Lời vừa dứt, các cường giả thần cổ tộc đã cuống quýt tản ra bốn phía. Chớp mắt, khắp đài diễn võ chỉ còn lại Diệp Huyên và Đế Trang. Nữ tộc trưởng nói với hắn, dùng bút đi, bằng không ngươi chắc chắn sẽ chết. Diệp Huyên lại cười, không nhọc cô phải lo. Nàng ta chỉ liếc hắn một cái rồi rời đi. Đế Trang nhìn cây bút sắt bên hông hắn, bút của ngươi trông tốt như vậy, hẳn là rất lợi hại, ngươi có thể ra tay. Diệp Huyên, vì sao lại bảo ta đánh trước? Đế Trang, vì nếu người đánh trước là ta, ngươi sẽ không có cơ hội. Diệp Huyên mỉm cười, cô nàng này không những lớn mà còn phách lối nữa. Không suy nghĩ nhiều, hắn nhắm mắt lại. Xoẹt. Kiếm quang lóe lên. Đế Trang nheo mắt, nâng tay phải lên. Ầm. Kiếm quang vỡ vụn, Đế Trang lùi lại trăm trượng, thời không bốn phía vặn vẹo. Ả vừa dừng lại, đã có tia kiếm quang thứ hai chém tới. Đế Trang tung cú đấm ra. Quỳnh. Kiếm quang vỡ, quyền thế khủng khiếp đẩy Diệp Huyên lùi lại trăm trượng. Vốn còn phải bị đẩy xa hơn, nhưng ở thời không mấu chốt. Hắn thả kiếm ý nhân gian ra. Đế Trang kinh ngạc, kiếm tu. Diệp Huyên gật đầu, vươn tay ngưng tụ kiếm ý khắp nơi này một thanh kiếm. Một khắc sau, thanh kiếm do kiếm ý tạo thành này biến mất tại chỗ. Trảm hư. Bao hàm kiếm ý nhân gian. Đế Trang nhíu mày, lại đấm về trước. Quyền thế kinh khủng ùa ra từ nắm đấm, gắng gượng chặn đường kiếm của Diệp Huyên. Ầm. Quyền mang nhạt đi. Kiếm mang chưa tan, nhưng thời không bốn phía đang biến mất. Đài diễn võ không chịu nổi sức mạnh của hai người.
Nữ tộc trưởng bỗng vươn tay ra ép xuống. Quỳnh. Thời không quanh đài diễn võ khôi phục trong nháy mắt. Quyền mang của đế trang đang dần biến mất. Không thể cản lại được nữa. À ta thấy vậy thì nhíu mày, sau đó biến mất tại chỗ, lại tung ra một quyền. Kiếm mang của Diệp Huyên mở đi, nhưng nhờ có kiếm ý nhân gian mà không biến mất. Diệp Huyên nhắm mắt lại. Xoẹt. Một tia kiếm mang bất thình lình xuất hiện trước trán đế trang. À ta chỉ bình tĩnh nghiêng người, di chuyển xảo diệu tránh đi đường kiếm. Sau đó, một cái bóng mở lóe lên, chỉ thoát cái đã ập đến trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên mở bừng mắt, rút kiếm chém ra. Thời không trước mặt hắn nổ tung, hai người đồng thời lui bước, cùng lúc đó có hàng loạt tia kiếm quang xuất hiện nhấn chìm đế trang. Quỳnh. Một mảng kiếm quang nổ tung, đế trang bất thình lình xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, giơ cao một chân rồi giáng thẳng xuống. Một tia lạnh lùng lóe lên trong mắt Diệp Huyên, hắn không tránh né mà xoay kiếm đâm về phía ngực ả ta. Đế trang cũng không hề thu chân. Phập. Diệp Huyên thoát cái thối lùi đến rìa đài diễn võ, va vào kết giới kỳ lạ mới dừng lại. Kết giới run lên bần bật trước khi dạn vỡ, thời không bốn phía lại bắt đầu sụp đổ. Nữ tộc trưởng đứng ở xa lại nâng tay lên, ép xuống. Quỳnh. Thời không lại khôi phục như thường. Thân xác Diệp Huyên đang từng chút vỡ ra. Đế trang cũng bị kiếm đâm vào bụng, nhưng thân xác ả ta không bị gì, ngược lại linh hồn thì bị trấn trụ. Nhất kiếm định hồn. Cùng lúc ấy, tính đặc thù của nhất kiếm trảm hư cũng bắt đầu điên cuồng ăn mòn linh hồn đế trang. Ả ta nhắm mắt lại rồi quát khẽ một tiếng, một luồng sức mạnh khủng khiếp ùa ra từ trong người. Choang. Thanh kiếm bị đánh bật khỏi người ả. Diệp Huyên khẽ động tâm niệm, gọi kiếm quay về tay. Đế trang biến mất. Diệp Huyên nhắm mắt, kiếm cũng biến mất khỏi tay. Xoẹt. Thời không trước mắt hắn vỡ toang, một thanh kiếm phá không mà ra, vừa lúc ăn trọn cú đấm của đế trang. Duỳnh. Kiếm run lên bần bật, một luồng sức mạnh xuyên qua kiếm lao về phía Diệp Huyên. Hắn vẫn bình tĩnh nhìn, khi luồng sức mạnh chỉ còn cách vài thước, bỗng có hàng loạt tia kiếm quang xuất hiện. Xoẹt xoẹt xoẹt. Chúng xé rách luồng sức mạnh này. Đế trang bất thình lình hiện ra trước mắt hắn, tung ra cú đấm. Diệp Huyên có muốn tránh cũng không được. Hắn cũng không tránh mà mặc cho cú đấm nện vào đầu. Nhưng kiếm của hắn cũng dùng tốc độ khủng khiếp chém vào bụng đế trang. Xoẹt. Thân xác vỡ ra, Diệp Huyên lui lại mấy trăm trượng. Thân xác đế trang đã hoàn toàn tan biến, chỉ còn linh hồn đang lùi lại, nhưng không ngừng bị kiếm quang liên tiếp chém tới. Đế trang nheo mắt, không dám để bị chém trúng. Bởi ả đang ở trạng thái linh hồn, bị kiếm của Diệp Huyên khắc chế, nếu chúng đòn có thể sẽ bị thần hồn câu diệt. Đế trang gọi một thanh trường mâu xuất hiện trong tay phải rồi đâm ra. Kiếm quang hóa thành hư vô, cùng nhau tan vỡ còn có toàn bộ kết giới và thời không quanh đài diễn võ. Một mâu phá hủy tất cả. Bốn bề chỉ còn một màu đen đặc. Nữ tộc trưởng thần cổ tộc im lặng nhìn đế trang. Không ra tay chữa trị thời không và đài diễn võ nữa. Đế trang nói với Diệp Huyên, ta đã đánh giá thấp ngươi. Diệp Huyên ở nơi xa mỉm cười, cô rất mạnh. Đế trang, ngươi cũng không tệ. Diệp Huyên, đánh nữa không? Đế trang đang muốn lên tiếng thì chợt nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lên cao, sau đó thu ánh mắt về, ta có việc, nửa tháng sau tái chiến. Sau đó rời đi. Diệp Huyên gọi với theo, đợi đã. Đế trang dừng bước, xoay người, việc gì? Diệp Huyên mỉm cười, đẩy hai bình đan dược đến cho ả ta, hai bình này, một bổ hồn phách, một tu thân xác, cô dùng đi. Đế trang thoáng ngẩn ra, cho ta. Diệp Huyên gật đầu. Đế trang, vì sao? Diệp Huyên cười, lần này chúng ta so tài hữu nghị, đánh đủ thì thôi. Đế trang im lặng. Diệp Huyên lại nói. Nhưng nếu cô nương thấy không ổn thì không nhận cũng được. Đế trang liếc hắn, ngươi là một kẻ thú vị. Ta khuyên một câu, tránh xa thần cổ tộc ra. À ta thu hai bình đan dược về rồi rời đi. Diệp Huyên nhìn theo, khẽ nói trong lòng, nhà đầu này về sau chắc sẽ không hạ tử thủ nữa chứ.
Nữ tộc trưởng thần cổ tộc bỗng xuất hiện trước mặt, lẳng lặng nhìn hắn. Diệp Huyên nhíu mày, sao người này lần nào cũng vậy? Hắn cười, cô cứ nhìn ta mãi không nói là đang muốn tạo áp lực vô hình à? Thế thì cô phải thất vọng rồi. Đã gặp Thanh Nhi và cha rồi thì cường giả cỡ nào cũng không thể gây áp lực cho hắn nữa. Tộc trưởng thần cổ tộc bình đạm nói, ta đã đánh giá thấp ngươi. Diệp Huyên cười, cô cho rằng ta sẽ bị ả giết. Tộc trưởng thần cổ tộc gật đầu. Diệp Huyên chỉ cười một tiếng. Tộc trưởng thần cổ tộc lại nói, người biết chỗ kinh khủng nhất của ả là gì không? Diệp Huyên lắc đầu. Tộc trưởng thần cổ tộc nhìn hắn, đó là ả rất thiện dùng song mâu, nhưng vừa rồi chỉ dùng một thanh. Diệp Huyên thoáng ngẩn ra, đoạn cười, cô cho rằng ta cũng dùng toàn lực ư. Ngây thơ. Nói rồi xoay người rời đi. Tộc trưởng thần cổ tộc nhìn theo, hơi nhíu mày, không biết đang nghĩ gì. Chấm chấm chấm. Diệp Huyên vừa trở về phòng thì nghe tiếng gõ cửa vang lên. Hắn nói, vào đi. Cửa mở, một cô gái bước vào. Diệp Huyên ngạc nhiên, bởi người này chính là cô gái đến trễ trước đó. Nàng ta mặc váy trắng, hai chân thon dài, vóc dáng yêu kiều, tuy không phải nghiêng nước nghiêng thành nhưng cũng xem là đẹp. Diệp Huyên, có việc gì sao? Cô gái gật đầu, xoay người đóng cửa. Diệp Huyên hết hồn. Sau đó nàng ta bắt đầu cởi quần áo. Diệp Huyên trợn mắt há mồm, đậu má. Cô định làm gì đấy? Cô gái rũ đầu, Lý Nhí, ta muốn nhờ người giúp đỡ nhưng ta không có gì để trả. Ta nghĩ, chắc ngươi háo sắc lắm. Ta dâng mình cho ngươi vậy. Diệp Huyên hóa đá. Dừng lại, Diệp Huyên đứng bật dậy, nghiêm giọng la lên. Cô gái kia giật bắn mình, chốc váy vốn đã bị cởi ra một nửa cũng tuột xuống. May là bên trong vẫn còn đồ. Diệp Huyên nhìn nàng ta, mặc vào đi. Cô gái lưỡng lự một hồi rồi nói. Không, Diệp Huyên, nàng ta còn muốn cởi tiếp thì bị một luồng kiếm ý khóa lại. Nàng ta ngước lên, run rẩy nói, ngươi. Diệp Huyên vung tay, xiêm y của cô gái tự động đắp lại lên người nàng ta, sau đó bị đánh bay ra cửa, cô gái sững sờ đứng đó. Diệp Huyên lạnh lùng nói, cô tưởng ta dễ nói chuyện lắm sao? Cô gái khiếp hãi, vội vàng lắc đầu. Diệp Huyên, con gái không biết yêu chính mình thì lấy gì trông mong được người khác tôn trọng. Ta không cần biết cô có lý do gì, nhưng ta cực ghét hành vi gặp chuyện gì cũng tự bán mình đi, dùng thân thể đổi lấy lợi ích. Hắn lắc đầu, ta không muốn nói nặng, nhưng cô nghĩ xem, làm như vậy là đúng sao? Cô gái rũ đầu, Diệp Huyên hỏi, cô muốn trao đổi gì với ta? Cô gái im thin thít, nói, Diệp Huyên quát lên, thanh như sấm rền, chấn động lòng người. Cô gái hốt hoảng. Buột miệng, tài nguyên tu luyện. Diệp Huyên nhíu mày, muốn tài nguyên. Cô gái gật đầu, run rẩy đáp phải. Đã có người nghe tiếng mà chạy đến. Cô gái thấy vậy thì mặt trắng toát. Nếu để người ngoài biết chuyện thì thanh danh của nàng xem như đi tong. Chỉ thấy Diệp Huyên vung tay lên. Kiếm ý chấn động tuôn trào, những người đang chạy đến đều bị đẩy lui. Cô gái thấy vậy thì sững sờ nhìn hắn, Diệp Huyên chỉ lẳng lặng nhìn lại. Cô gái run rẩy hỏi, ngươi. Xem thường ta đúng không? Diệp Huyên lắc đầu, không, ta chỉ tức giận mà thôi. Khi biết cô gái này muốn dùng thân thể đổi lấy tài nguyên, hắn không hề có chút ý xem thường, càng nhiều hơn là tức giận và đau xót. Những con người nhỏ bé không có chỗ dựa, không có chống lưng phải vất vả bao nhiêu để thay đổi số mệnh mình. Khi lối đi thông thường không thể thỏa mãn bản thân, sẽ có người lựa chọn đi đường ngang ngõ tắt, đôi khi càng dễ dàng hơn so với đi đường chính. Đặc biệt là phụ nữ. Nếu lựa chọn làm việc sai trái thì cũng không khó để kiếm tiền, hắn không muốn phê phán họ, nhưng làm vậy là sai rành rành. Nghèo không phải lý do để làm điều sai trái, bởi vì chỉ cần một bước sai sẽ dẫn đến từng bước sai, cứ thế đi vào vực sâu không đáy. Diệp Huyên mỉm cười hỏi, cô có muốn thử học hành tử tổ không? Cô gái ngạc nhiên, học hành. Diệp Huyên gật đầu, ừ, có thể thay đổi được vận mệnh. Cô gái chần chừ, Diệp Huyên mỉm cười. Vươn tay đẩy một quyển bộ luật thần đạo đến cho đối phương. Nàng ta nhận lấy, đồng tử co lại rồi lập tức quỳ xuống, nghẹn ngào nói cảm ơn. Cảm ơn. Một luồng kiếm ý ôn hòa nâng nàng ta dậy, Diệp Huyên cười hỏi, cô có bằng lòng đi học không? Cô gái hít sâu một hơi, ôm chặt quyển bộ luật thần đạo vào lòng, kiên định nói, ta bằng lòng. Diệp Huyên gật đầu, vươn tay đẩy một tấm thẻ gỗ nhỏ đến cho nàng ta,
bên trên có khắc hai chữ Quan Huyên. Hắn cười, từ nay trở đi, cô chính là một thành viên của thư viện Quan Huyên. Cô gái khom người hành lễ, tham kiến viện trưởng. Diệp Huyên đi đến, đưa cho nàng ta một chiếc khăn tay, không phải ta giảng đạo, nhưng về sau hãy yêu bản thân nhiều hơn, đến bản thân mình còn không yêu thì làm sao khiến người khác yêu được. Cô gái nhận lấy, cúi đầu đáp vâng, Diệp Huyên bật cười rồi rời đi. Cô gái ngẩng đầu hỏi, vì sao lại tốt với ta như vậy? Diệp Huyên im lặng đứng đó một hồi, nói tâm nguyện của ta là lập tâm vì vũ trụ, lập mệnh vì sinh linh, kế thừa tuyệt học sâu xa, khai mở thái bình vạn thể. Hắn lắc đầu cười tự giễu, nhưng trước đó ta chỉ thu nhận những yêu nghiệt với thiên phủ cực cao, lại không nghĩ đến những người thường. Những yêu nghiệt đó đi đến đâu cũng sẽ được các thế lực tông môn chào đón coi trọng, nhưng những người thường kia thì sao? Như cô vậy, ai ai cũng chỉ để ý đến yêu nghiệt và thiên tài, người thường biết đi đâu. Đến đây, hắn nhoẻn cười với cô gái, từ giờ phút này trở đi, thư viện của ta không còn bất kỳ giới hạn nào nữa, cũng không dùng thiên phú để đánh giá học sinh. Phàm là người muốn học tập, thư viện của ta hoan nghênh hết thảy. Có lẽ ta không thể công bằng tuyệt đối, nhưng ta sẵn sàng cho đông đảo những người thường kia một chỗ đứng, một cơ hội để được như những thiên tài yêu nghiệt. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Đúng lúc ấy, có tiếng kiếm minh réo rắt phút lên từ trong cơ thể hắn, sau đó là một luồng kiếm ý khủng khiếp xông thẳng lên trời. Tinh không lập tức sôi trào trước khi biến mất từng chút một, khí tức kiếm ý càng ngày càng mạnh. Sau đó bùng nổ như núi lửa, phát ra một thứ sức mạnh kinh hoàng. Chỉ trong phút chốc, tinh vực trong phạm vi mấy triệu dặm quanh thần cổ tộc đã bị xóa sổ. Bị kiếm ý bao phủ, vô số cường giả thần cổ tộc lâm vào sợ hãi. Đây là bán thần. Không phải là người đạt đến bán thần, mà là kiếm ý nhân gian của hắn đến bán thần. Bên dưới, Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn không trung đen nhánh, một hồi sau thì thầm, vô tình cắm liễu, liễu lại xanh. Hắn xoay người đi vào phòng, kiếm ý kia cũng biến mất không còn tăm hơi, tựa như chưa từng xuất hiện. Cô gái sau lưng hắn ngẩn ra, sau đó thốt lên, ta tên Cổ Nhiễm, Cổ Nhiễm. Diệp Huyên giờ phút này không hề biết một cử chỉ nho nhỏ như tặng sách sẽ tạo ra một người đáng sợ như thế nào. Cổ Nhiễm, người chỉ xếp sau nữ đế Thanh Khâu tại thư viện Quan Huyên đã sáng tạo ra và đồng thời cũng là viện thủ thiện viện, cả đời hành thiện, đại thành thiện đạo, học trò trải khắp chư thiên vạn giới. Cũng là người dùng cả đời đi tìm viện trưởng thư viện đời thứ nhất, Diệp Huyên. Ở một nơi khác, nữ tộc trưởng lẳng lặng nhìn về phía phòng Diệp Huyên. Khi Diệp Huyên dùng kiếm ý đuổi các cường giả thần cổ tộc đi, nàng ta đã xuất hiện, nghe được rõ ràng lời hắn nói với Cổ Nhiễm, cũng nhìn thấy kiếm ý của hắn đạt đến bán thần. Những lời của hắn khiến nàng ta chấn động, lập tâm vì vũ trụ, lập mệnh vì sinh linh, kế thừa tuyệt học sâu xa, khai mở thái bình vạn thể. Nàng ta thật sự vô cùng sửng sốt khi biết người thanh niên này lại có chí nguyện như vậy. Càng đáng sợ hơn nữa là kiếm ý của hắn thăng thẳng đến bán thần. Bản thân tộc trưởng cũng là thiên tài, đã dùng hơn 10.000 năm để đột phá từ động huyền cảnh đến bán thần, nào ngờ kiếm ý của người này lại có thể làm điều đó một cách dễ dàng. Hơi quá rồi đấy, nhưng đây không phải điều quan trọng, mấu chốt là hành động của hắn. Nàng ta từng đọc qua bộ luật thần đạo, biết nó là một quyển sách rất có giá trị. Vậy mà Diệp Huyên cứ thế tặng không cho người ta. Đến mắt cũng không chấp lấy. Hào phóng như vậy sao? Sau khi im lặng một hồi lâu, nàng ta mới rời đi. Việc kiếm ý của Diệp Huyên đột phá đã gây ra thanh thế rất lớn, vô số thế lực nhanh chóng chạy đến thần cổ giới thăm dò, nhưng nữ tộc trưởng đã phong tỏa toàn bộ tin tức, đồng thời đuổi cổ họ đi. Lại càng khiến bọn họ thêm tò mò, đặc biệt là đế hoang thần tộc. Tại đế hoang thần tộc, trên một đỉnh núi nọ, Đế Trang ngồi xếp bằng dưới đất, hai bên là hai thanh trường mẫu cắm xuống đất, cạnh đó là một ông lão áo trắng đang đứng. Ả ta mở mắt, hỏi kiếm ý bán thần. Ông lão gật đầu, đã xác định. Đế Trang cong môi, không tệ. Ông lão hạ giọng, không thể khinh thường. Đế Trang gật đầu, ta biết. Sau đó nhắm mắt lại, ông lão áo trắng lặng lẽ thôi lui, đi đến bờ sông, nơi có một ông lão khác đang vắt chân câu cá. Ông lão áo trắng đi đến thi lễ với người kia tộc trưởng. Ông lão câu cá này chính là đế uyên của đế hoang thần tộc. Ông ta cười hỏi, kiếm ý của thanh niên kia đã đạt đến bán thần cảnh. Ông lão áo trắng gật đầu, đã xác định. Đế uyên mỉm cười, thú vị. Ông lão áo trắng muốn nói lại thôi. Đế uyên, ta cũng không ngờ. Ả kia lại tìm được một thiên tài như vậy. Ông lão áo trắng, người này là viện trưởng của một thư viện,
đến từ vũ trụ chư thần. Thư viện Quan Huyên rất bình thường, nhưng lai lịch của hắn thì có chút bí ẩn. Không một tia lạnh lùng lóe lên trong mắt ông ta, mặc kệ thế nào, trợ giúp thần cổ tộc chính là kẻ địch của chúng ta. Chúng ta có thể phái người đến thư viện Quan Huyên. Đế Huyên nhíu mày, người tu luyện bao năm mà không khôn ra được à? Ông lão áo trắng sửng sốt. Đế Huyên lạnh nhạt nói, yêu nghiệt như hắn liệu có thể là người thường sao? Chúng ta nhằm vào thư viện của hắn khác gì làm đúng ý ả kia, khác gì tự tạo cho mình thêm một kẻ địch còn là một kẻ địch không rõ. Hiểu không, ông lão áo trắng, nhưng hắn đang giúp thần cổ tộc. Đế Huyên lắc đầu, việc cần kíp hiện nay là hiểu rõ vì sao hắn lại làm vậy, tự nguyện hay bị ép buộc. Nếu tự nguyện, tất có nguyên nhân, nếu là ép buộc, khóe môi ông ta nhếch lên, thì chẳng phải là cơ hội của chúng ta sao? Ông lão áo trắng nhíu mày, trèo kéo hắn. Đế Huyên cười, không phải là không thể. Ông lão áo trắng im lặng một hồi, lại nói ta sẽ tiếp tục điều tra. Đế Huyên lắc đầu, không cần. Ông lão áo trắng sửng sốt, lại nghe Đế Huyên nói ta tự đi. Sau đó ông ta đứng dậy rời đi. Nhưng nhanh chóng đứng lại, xoay người hỏi, thanh niên kia thích đọc sách. Ông lão áo trắng gật đầu, mỗi ngày đều cầm sách trên tay, Đế Huyên khẽ trầm ngâm một hồi, nói, gom hết sách cổ của đế hoang thần tộc ta lại. Ông ta mỉm cười, háo sắc, đưa mỹ nhân, thích đọc, ta đưa sách. Lôi kéo được hay không không quan trọng, trước tiên phải cho thấy thiện chí. Ông lão áo trắng chần chừ, chúng ta cần phải đối đãi người này đến như vậy sao tộc trưởng? Quá mức, câm mồm, Đế Huyên quát lên, người biết năm xưa ta mất bao lâu mới từ động huyền cảnh đến bán thần không? 12.000 năm, nhưng ngươi nhìn hắn xem, mẹ nó chứ, mới nhiều đó tuổi mà kiếm ý đã đến bán thần. Thứ người như vậy, là nhân tài, trong thời đại này, thứ gì quan trọng nhất? Nhân tài. Ông lão áo trắng, nhưng chúng ta đã có đế trang. Đế Huyên lạnh nhạt đúng, có đế trang, nhưng ngươi có từng nghĩ sẽ ra sao nếu đế trang và hắn thành đôi? Ông ta bật ra tiếng cười xấu xa, đó chính là 1+1=2. Hai siêu thiên tài sinh một đứa con sẽ là 3 thiên tài, sinh 2 đứa là 4 thiên tài. Kha kha, ông lão áo trắng. Thấy tộc trưởng nhà mình bắt đầu chìm vào ảo tưởng đẹp đẽ, ông lão vội lên tiếng, tộc trưởng à, chuyện tình cảm của đế trang. E rằng không thể khống chế được, Đế Huyên hờ hững, đương nhiên ta biết, nhưng chúng ta có thể quạt gió thêm củi, ví dụ như kết thiện duyên với thanh niên kia. Tương đương với tạo cơ hội cho cả hai. Còn nếu chúng ta gây xích mích với hắn thì nàng và hắn sẽ không có cơ hội gì cả. Ông ta thấp giọng thở dài, thân là trưởng bối, làm gì cũng phải nghĩ cho đời sau, không phải lúc nào cũng có thể thẳng tay được, bằng không mấy đứa sau này chẳng còn đường sống. Sau đó xoay người rời đi. Ông lão còn lại. Thần cổ tộc Diệp Huyên ngồi xếp bằng trong phòng, mắt nhắm hờ, trước mặt đặt một thanh kiếm. Không phải thanh kiếm phụ thân đưa cho mà là thanh kiếm ngưng tụ từ kiếm ý của hắn. Kiếm ý đã đột phá. Hắn hoàn toàn không ngờ đến điều này, đã vậy còn đột phá đến hẳn bán thần. Nói không ngạc nhiên là giả. Diệp Huyên vươn tay để kiếm bay đến, nhắm mắt lại. Cảm nhận kiếm ý, từ kiếm ý nhân gian, hắn cảm nhận được lực lượng nhân gian. Trước kia hắn không biết làm sao để tăng cường hai thứ này, nhưng bây giờ đã có chút ngộ ra, đó là phải thay đổi bản tâm. Mỗi một lần tâm cảnh thay đổi, kiếm ý và lực lượng nhân gian cũng sẽ được đề cao. Những lời trước kia hắn nói với Cổ Nhiễm không phải để đột phá mà là lời nói thật lòng. Thư viện của hắn hẳn nên có lề lối cao hơn, làm nhiều hơn cho những con người bình phàm. Hắn thu hồi suy nghĩ, nhìn thanh kiếm trong tay, chợt rất muốn đi tìm đế trang đánh một trận. Đánh một trận thật sảng khoái. Đúng lúc này, tộc trưởng thần cổ tộc xuất hiện trong phòng. Diệp Huyên thoáng ngạc nhiên. Hỏi, cô không biết gõ cửa trước khi vào à? Nữ tộc trưởng chỉ nói, đến giờ lên lớp rồi, Diệp Huyên nhíu mày, lên lớp. Nữ tộc trưởng lạnh lùng đáp, 5 triệu trụ mạch cho nửa tháng chẳng lẽ chỉ dạy một lần. Diệp Huyên, nữ tộc trưởng lặp lại, lên lớp giảng bài. Diệp Huyên mỉm cười, từ sau lần trước, nhóm cổ tân có thay đổi gì không? Nữ tộc trưởng gật đầu, không còn huênh hoang nữa, trầm tĩnh khiêm tốn hơn nhiều. Diệp Huyên cười, vậy là đủ rồi. Nữ tộc trưởng, người có thể tiếp tục giảng bài, đặc biệt là quyển bộ luật thần đạo ngươi cho ta xem trước kia, có thể nói về nó xem. Diệp Huyên lại lắc đầu, ta không có hứng thú, rồi đứng dậy đi ra ngoài. Nữ tộc trưởng, người không muốn 5 triệu trụ mạch nữa sao? Diệp Huyên phẩy tay, tùy cổ, rồi biến mất ở nơi xa, để lại cô gái cau mày. Diệp Huyên đi đến đài diễn võ.
Kết giới nơi này đã khôi phục lại như cũ, hiện đang có chừng 100 đệ tử thần cổ tộc tu luyện. Thấy Diệp Huyên đến, ai cũng rối rít đứng dậy, rõ ràng vẫn mang lòng sợ hãi với hắn. Bởi vì người này suýt nữa đã giết chết Cổ Tân. Diệp Huyên cười với họ, các ngươi tu luyện tiếp đi, ta chỉ muốn thử chiêu kiếm vừa lĩnh ngộ mà thôi, mọi người nhìn hắn, không dám nói gì. Diệp Huyên nhắm mắt lại, một khắc sau, hàng trăm thanh kiếm do kiếm ý ngưng tụ mà thành xuất hiện quanh người hắn. Các đệ tử thần cổ tộc nhận ra kiếm ý này thì biến sắc. Uy lực của nó như muốn nghiền nát bọn họ, kinh khủng vô cùng. Diệp Huyên vươn tay ra, hàng trăm thanh kiếm hóa thành những luồng kiếm quang rơi vào tay hắn. Sau đó hắn trở tay chém ra. Xoẹt, chém xong thì thu kiếm về, xoay người rời đi. Sau lưng hắn, toàn bộ đài diễn võ vỡ ra rồi sụp đổ từng chút một. Các đệ tử thần cổ tộc cuống quýt rời đi, chẳng bao lâu sau toàn bộ nơi này đã bị xóa sổ. Mọi người chân chối nhìn Diệp Huyên đang cầm kiếm đi xa, chỉ thấy bước chân hắn rất chậm, dáng vẻ thong dong, y phục không gió mà bay. Một đệ tử dè dặt hỏi, hắn đến để khoe thôi đúng không? Mọi người, bên kia, nữ tộc trưởng thần cổ tộc xuất hiện cản đường Diệp Huyên, nói, người phá hủy đài diễn võ. Hắn nghĩ ngợi một chút rồi nói, ta không cố ý. Nữ tộc trưởng nhìn hắn chằm chặp một hồi mới nói, ta đưa ngươi đến một nơi. Diệp Huyên tò mò, nơi nào? Nữ tộc trưởng, tiên bảo giới. Diệp Huyên, tiên bảo giới. Nữ tộc trưởng gật đầu, thế giới do tần các chủ của tiên bảo các tạo ra, sầm uất vô cùng. Ta đến đó đấu giá một món đồ, ngươi theo ta. Diệp Huyên do dự, không đi được không? Nữ tộc trưởng, không. Diệp Huyên, vì sao? Tộc trưởng lạnh nhạt nói, ta đi vắng, trong tộc không ai làm gì được ngươi, sợ ngươi làm sằng làm bậy. Sau đó nàng ta vung tay lên, cả hai biến mất tại chỗ. Diệp Huyên. Nữ tộc trưởng quả thật có phần sợ Diệp Huyên. Một khi nàng ta không có mặt, có ai trong tộc có thể làm gì được hắn? Đáp án là không ai. Đã vậy, nàng ta còn phát hiện dã tâm tên này không nhỏ. Nếu không có người trấn áp, đợi nàng trở về rồi, biết đâu thần cổ tộc đã bị hắn lật ngược thành cái gì không chừng. Vẫn nên mang theo bên người cho an toàn, tiên bảo các. Ngày hôm ấy, Đế Huyên đi đến nơi này. Nơi tốt nhất để tìm hiểu thông tin về Diệp Huyên chính là Tiên Bảo Các, bởi vì bên cạnh hệ thống tình báo cao cấp ra, Diệp Huyên còn là khách quý siêu cấp của nơi này. Hội trưởng Từ Thiên tiếp đón Đế Huyên trong một căn phòng. Đế Huyên cười nói, Từ Huynh, ta sẽ đi thẳng vào vấn đề, ta muốn tất cả thông tin về vị Diệp công tử kia. Từ Thiên mỉm cười, không được. Đế Huyên nhíu mày, vì sao? Từ Thiên, ta không có quyền tiết lộ về thân thế Diệp công tử cho Huynh. Đế Huyên nghe vậy thì híp mắt lại, thân thế gì? Từ Thiên bỗng xoa xoa ngón cái và ngón trỏ vào với nhau, 10 triệu trụ mạch. Đế Huyên xa sầm mặt, Từ Huynh, huynh đệ với nhau mà đụng đến tiền bạc thế này, làm ta đau lòng đấy. Từ Thiên chỉ cười, ta là dân làm ăn, Đế Huynh à. Có là huynh đệ ruột cũng phải tính cho rõ ràng. Đế Huyên, cũng phải. Sau đó vươn tay đẩy một chiếc nhẫn chứa sau đồ sang cho Từ Thiên. Từ Thiên cười tít mắt, thu nhẫn vào, nói, hắn là bạn của các chủ. Đế Huyên, tiếp đi. Từ Thiên chớp mắt, hết rồi. Đế Huyên nhìn ông ta, Từ Huynh, làm như vậy có phần quá đáng đấy. Từ Thiên cười khổ, Đế Huyên à, không phải ta tham lam mà là không dám nói thân thế thật của hắn. Việc này vô cùng đáng sợ, ta không muốn bị nhân quả dây vào. Đế Huyên nhíu mày, Huynh không dám nói. Từ Thiên gật đầu. Đế Huyên lại thả một chiếc nhẫn xuống, bên trong là 20 triệu trụ mạch. Từ Thiên cầm nhẫn lên, nói, Dương tộc, Đế Huyên, chưa nghe bao giờ. Từ Thiên liếc nhìn ông ta, là một thế lực khủng khiếp, nằm ngoài tầm nhận thức của chúng ta. Hắn chính là thiếu chủ của Dương tộc, ông ta ngoái nhìn ra bên ngoài, hạ giọng thì thầm, thế giới này bao la lắm Đế Huynh à, đừng nói bán thần như chúng ta. Cho dù là cổ thần hay thượng cổ chi thần cũng chỉ là con kiến trong mắt một số người mà thôi. Sau một hồi im lặng, Đế Huyên cười nói, đa tạ Từ Huynh. Ông ta đứng dậy, vừa định rời đi thì như nhớ ra điều gì, lại nói, sau này Huynh phải nhớ đến uống rượu mừng đấy. Từ Thiên nhíu mày, rượu mừng gì? Đế Huyên cười, không giấu gì Huynh, tiểu nữ nhà ta trước đó có đến thần cổ tộc so tài cùng Diệp công tử. Cả hai có phần thưởng thức nhau. Sau đó trở thành lưỡng tình tương duyệt. Sở dĩ ta đến hỏi thăm về Diệp công tử chính là để hiểu thêm về con rể tương lai. Tóm lại, đến ngày ấy Huynh phải đến uống rượu mừng đấy nhé. Sau đó ông ta rời đi, Từ Thiên sững ra một chốc, vội hỏi theo, để Huynh nói thật sao?
Đế Uyên bất mãn, chẳng lẽ ta lại mang danh tiết con gái ra làm bậy? Nói xong lại tiếp tục đi, đi chứ không bay. Tử Thiên vươn tay kéo ông ta lại, nhét hai chiếc nhẫn ban nãy vào tay, đế huynh, ban nãy tiểu lão đệ chỉ đùa với huynh thôi. Huynh đệ mà nói chuyện tiền bạc làm gì, mất tình cảm lắm. Đế Uyên, Tử huynh, ta biết huynh là người làm ăn, ta hiểu mà, huynh yên tâm. 30 triệu trụ mạch này, chỉ có trời biết đất biết huynh biết, ta tuyệt đối sẽ không để con rể tương lai biết. Tử Thiên lắc đầu nguầy nguậy, khăng khăng trả nhẫn cho đế huynh, tiền này ta không nhận được, đế huynh à. Đã là huynh đệ mà còn lấy tiền của nhau, có còn là người không cơ chứ? Hai bên từ chối qua lại một phen, cuối cùng đế huynh cũng thu nhẫn về rồi rời đi. Ông ta đi rồi, một ông lão xuất hiện sau lưng Tử Thiên, nói, hội trưởng, không thể hoàn toàn tin lời người này. Tử Thiên điềm tĩnh nói, ta đương nhiên biết, nhưng mẹ nó chứ, ta không dám làm liều. Tại vì ta biết Diệp Thiếu có tính phong lưu, hắn và Đế Trang. Lỡ như nhà đầu kia thật sự thành đôi với hắn thì sao? Ta nhận tiền của Đế Uyên chẳng phải là tự đâm đầu vào ngõ cụt sao? Ông lão, Diệp Huyên và nữ tộc trưởng sóng vai đi trong đường hầm thời không? Nữ tộc trưởng hôm nay mặc váy dài đen tuyền, tóc tung bay sau lưng một cách phóng khoáng, trên mặt không có vết phấn son, trông thuần khiết vô cùng, thậm chí có chút lạnh lẽo. Diệp Huyên chợt hỏi, cô nói một chút về tiên bảo giới được không? Nữ tộc trưởng gật đầu, người biết Tần Quan chứ? Diệp Huyên gật đầu, nữ tộc trưởng, tiên bảo giới có một thư viện tên Hoa Hỏa. Người thích đọc sách đúng không? Ta được biết nơi này cũng chuyên về học vấn, các người có thể trao đổi một chút. Thư viện Hoa Hạ, Diệp Huyên gật gù, vậy ta chắc chắn phải đến thăm thú một chuyến rồi, tiên bảo giới. Sau khi vào tiên bảo giới, Diệp Huyên lập tức phát hiện ra rất nhiều trụ hạm, những trụ hạm này bay đến từ mọi hướng, cũng có rất nhiều chốc bay lên từ thành phía dưới, sau đó bay đi bốn phương tám hướng. Diệp Huyên nhìn xuống, nơi sâu trong tinh không phía dưới có một tòa thành khổng lồ. Tiên bảo thành. Tiên bảo thành là tòa thành lớn nhất, cũng là tòa thành duy nhất ở tiên bảo giới. Một thế giới, một tòa thành. Diệp Huyên hơi tò mò về tiên bảo thành này. Đây là tòa thành do Tần Quan dựng nên. Còn về Tần Quan thì hắn biết suy nghĩ của cô gái này rất khác với những cô gái khác, tòa thành nàng ta dựng nên sẽ như thế nào. Diệp Huyên khẽ cười, tộc trưởng, chúng ta đi xuống đi. Cô gái chợt lên tiếng, ta tên Cổ Hàn. Nhưng Diệp Huyên đã biến mất ở nơi xa, dường như không nghe thấy. Cô gái nhìn hắn rồi cũng biến mất. Tiên Bảo Thành. Diệp Huyên tới trước cổng Tiên Bảo Thành, ở đó có một thạch đài, phía trên có một chốc hộp, mà xung quanh thạch đài đã tập trung không ít người. Diệp Huyên cũng hơi tò mò nên bước tới, chốc hộp đặt trên thạch đài vuông vức, không có gì đặc biệt, chỉ giống như một cái hộp bình thường. Lúc này nữ tộc trưởng chậm chậm bước tới, khi nàng ta đi tới, sắc mặt những người đang có mặt đều có sự thay đổi lớn, sau đó họ liên tục lùi lại để nhường đường. Uy áp, cô gái này chỉ thể hiện ra một chút uy áp thôi, nhưng luồng uy áp này cũng không phải điều mà người bình thường có thể chịu được. Nữ tộc trưởng đi tới bên cạnh Diệp Huyên, Diệp Huyên cười nói, cô không thích đứng trong đám đông à. Nét mặt nữ tộc trưởng bình tĩnh, không thích người khác lại gần ta đến mức này. Nói rồi nàng ta nhìn chốc hộp, đây là thứ Tần các chủ để lại, bảo là để cho người có duyên, chỉ cần nói đúng khẩu lệnh là có thể mở được chốc hộp này. Diệp Huyên quay đầu nhìn. Bên cạnh chốc hộp sắt có câu, thiên vương cái địa hổ. Thiên vương cái địa hổ. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, đây là khẩu lệnh gì? Cô gái nói nhỏ, chốc hộp này khá bí ẩn, thần thức không thể xâm nhập được. Diệp Huyên liếc nhìn chốc hộp rồi quét thần thức ra, nhưng đúng như nàng ta nói, không thể xâm nhập được. Diệp Huyên lắc đầu cười, Tần Quan này lúc nào cũng thích tạo ra những thứ kỳ quặc. Cổ Hàn nhìn Diệp Huyên, người rất thân với nàng à. Diệp Huyên gật đầu, Cổ Hàn im lặng. Diệp Huyên nhìn chốc hộp rồi cười, không biết sau này chốc hộp sẽ rơi vào tay ai, nói xong hắn nhìn Cổ Hàn, chúng ta vào thành đi. Cổ Hàn gật đầu, cả hai đi về phía thành. Sau khi vào thành, Diệp Huyên phát hiện tòa thành cực kỳ phồn hoa, rộng rãi, đường phố người qua người lại tấp nập, hầu hết đều là người tu luyện. Cổ Hàn cất lời, những người này đến từ khắp nơi trong vũ trụ để buôn bán đấy. Diệp Huyên nhìn Cổ Hàn, buôn bán. Cổ Hàn gật đầu, tiên bảo thành này tương đương với trạm trung chuyển, lưu thông hàng hóa ở các vũ trụ, có thể nói là chỉ cần ngươi có tiền thì muốn mua gì cũng được, chỉ cần ngươi có hàng tốt thì hầu như đều có thể bán được ở đây. Diệp Huyên hơi tò mò, những người này tới đây buôn bán, họ sẽ phải đóng thuế đúng không?
Cổ Hàn gật đầu, những ai tới đây buôn bán đều phải nộp 1% mỗi giao dịch cho Tiên Bảo Các. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, thế cũng không nhiều. Cổ Hàn gật đầu, đúng là không nhiều. Nhưng dù vậy thì Tiên Bảo Các vẫn có lợi nhuận khủng khiếp. Lúc trước có người tính, chỉ riêng tiền thuế mà Tiên Bảo Các nhận được thôi, lợi nhuận mỗi ngày đã trên mấy triệu trụ mạch rồi, đấy là chưa kể họ còn những khoản thu nhập khác nữa. Diệp Huyên lại tò mò hỏi, những khoản thu nhập khác. Cổ Hàn liếc nhìn những cao lầu xung quanh, tất cả các tòa nhà trong thành đều là của Tần các chủ, bất cứ ai mua nhà ở đây, mỗi tháng đều phải trả thuế tiền nhà cho Tiên Bảo Các. Vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ, sản nghiệp trong cả tòa thành này đều là của Tần quan. Vậy mỗi tháng sẽ nhận được bao nhiêu tiền thuê chứ? Hắn không dám nghĩ. Diệp Huyên thầm thở dài trong lòng, Tần quan đúng là phủ bà. Cổ Hàn lại nói, ở đây có một ưu điểm đó là không được dùng vũ lực, không một ai được dùng vũ lực ở đây hết. Diệp Huyên nhìn Cổ Hàn, cô cũng không được. Cổ Hàn nhìn Diệp Huyên, ở đây có ít nhất 3 cường giả cổ thần cảnh tọa chấn, ít nhất có 1 cường giả thượng cổ chi thần. Không có ai dám dùng vũ lực ở đây, trừ khi họ không muốn sống nữa. Nói xong nàng ta dừng lại, hỏi, ngươi hiểu ý ta không? Diệp Huyên cười khẽ, ta là học giả không đánh nhau. Nói xong hắn đi về phía xa, Cổ Hàn nhìn Diệp Huyên rồi cũng đi theo. Dọc đường đi, Diệp Huyên thích thú nhìn ngó xung quanh, phải công nhận rằng tòa thành này rất có hương vị của cuộc sống, mọi người sống rất hưởng thụ. Một lúc sau, Cổ Hàn đưa Diệp Huyên tới trước một cao lầu, Diệp Huyên ngẩng đầu lên nhìn Tiên Bảo Lâu. Hiển nhiên nơi đây là sản nghiệp của Tiên Bảo Các. Diệp Huyên gạt mọi suy nghĩ, gật đầu. Hai người vừa vào Tiên Bảo Lâu thì một cô gái khuôn mặt thanh tú bước ra chào hỏi, nàng ta khẽ cười, hai vị định ở lại đây à? Cổ Hàn gật đầu, cho hai gian phòng bình thường. Nói xong nàng ta xòe tay, một chiếc nhẫn chứa đồ bay tới trước mặt cô gái, trong nhẫn chứa đồ là 20.000 trụ mạch. Phòng rẻ nhất. Diệp Huyên chớp mắt rồi hỏi, tộc trưởng, cô tiết kiệm đến vậy sao? Cổ Hàn nhìn Diệp Huyên, tài sản của gia tộc. Không thể tiêu xài phung phí. Diệp Huyên giơ ngón cái lên, đỉnh. Nói rồi hắn xòe lòng bàn tay, một tấm lệnh bài bay tới trước mặt cô gái thanh tú, có biết thứ này không? Thấy vậy, cô gái thanh tú chợt biến sắc, sau đó nàng ta cúi đầu thật sâu chào Diệp Huyên, Diệp công tử. Diệp Huyên hơi tò mò, cô biết ta à? Cô gái thanh tú mau chóng nói, Tiên Bảo Các ta từ xưa đến nay, các chủ chỉ phát lệnh huyền thiên một lần. Mà chủ nhân của lệnh huyền thiên này chính là Diệp công tử Diệp Huyên. Diệp Huyên khẽ cười, đừng căng thẳng vậy, ý ta là chúng ta muốn ở lại đây, có thể giảm giá không? Cô gái thanh tú cười khổ, miễn phí, Diệp công tử muốn ở đây, tất cả đều miễn phí. Diệp Huyên chớp mắt, tất cả đều miễn phí. Cô gái thanh tú gật đầu, hai vị có thể ở phòng chí tôn. Diệp Huyên hơi chau mày, phòng chí tôn. Cổ Hàn trả lời thay, phòng 200.000 trụ mạch một đêm. 200.000. Vẻ mặt Diệp Huyên sững lại, hắn nhìn Cổ Hàn, thật sự có người ở căn phòng đắt đến vậy à? Cổ Hàn nói, nơi này thích hợp để ở lại tu luyện, mỗi phòng đều là thế giới tinh không độc lập, rất yên tĩnh. Đương nhiên giá cũng hơi đắt, một đêm phải trả cả 1.000 trụ mạch, đây là phòng rẻ nhất rồi đấy, phòng đắt nhất lên tới 100.000 trụ mạch một đêm. 100.000 trụ mạch. Diệp Huyên nhìn cao lầu trước mặt thầm thở dài trong lòng, Tần quan à, rốt cuộc cô giàu tới mức nào? Trên đời này có hai câu hỏi là ẩn số, thứ nhất là Thanh Nhi mạnh đến mức nào, thứ hai là Tần quan giàu đến mức nào. Một người sẽ nói là vô địch, một người sẽ nói là không quan tâm đến tiền. Diệp Huyên lại thầm thở dài lần nữa, đến khi nào hắn mới có thể ra vẻ được như Thanh Nhi và Tần quan đây? Cổ Hàn chợt lên tiếng, vào thôi. Tuy hắn cũng được coi là giàu có, nhưng bảo hắn bỏ ra 200.000 trụ mạch để ở một đêm, hắn vẫn thấy hơi tiếc. Nghe lời này của Diệp Huyên, cô gái thanh tú trả lời ngay, có chứ, hơn nữa còn rất nhiều. Diệp Huyên trầm giọng hỏi lại, thật sự giàu đến vậy à? Cô gái thanh tú do dự giây lát mới đáp vâng. Diệp Huyên không nói nên lời. Cô gái thanh tú hơi cúi người, mời Diệp công tử đi theo ta. Nói xong nàng ta dẫn Diệp Huyên và Cổ Hàn lên lầu, đi thẳng tới tầng áp chót, Diệp Huyên vừa mở cửa phòng mình ra đã thấy cả một tinh không vô tận. Diệp Huyên hơi giật mình. Đây không phải cảnh ảo mà là tinh không thật sự, có điều tinh không này nối liền với Tiên Bảo Lâu.
Linh khí ở trong tinh không này vô cùng đậm đặc, gần như là thành thực chất, hơn nữa xung quanh còn có một vài trận pháp đặc biệt, những trận pháp này giống như kết giới, mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với kết giới ở đài diễn võ. Lúc này, cô gái thanh tú chần chừ rồi hỏi, Diệp công tử, cậu có cần phục vụ đặc biệt không? Hả? Diệp Huyên quay đầu nhìn cô gái thanh tú, phục vụ đặc biệt. Cô gái thanh tú gật đầu, đúng thế. Diệp Huyên hơi tò mò, phục vụ đặc biệt gì? Cô gái thanh tú lưỡng lự rồi vỗ tay, ngay sau đó một cô gái chậm chậm bước vào, cô gái cao ráo xinh đẹp, quần áo trên người rất ít, một số chỗ còn thấp thoáng như ẩn như hiện, quả thực rất quyến rũ. Sắc mặt Diệp Huyên tối sầm lại, sao tần quan có thể thế này? Còn làm ra chuyện này được nữa? Cô gái thanh tú biến sắc, vội vàng nói, Diệp công tử, cậu hiểu lầm rồi. Diệp Huyên tức giận, hiểu lầm, ta hiểu lầm cái gì? Cô gái thanh tú giải thích, các nàng chỉ nhảy múa mua vui rồi nghe lệnh của cậu thôi chứ không làm gì khác cả. Diệp Huyên hơi nhíu mày, không làm gì khác, vậy nàng mặc ít như thế kia là để quyến rũ khách à? Cô gái thanh tú cười gượng, Diệp công tử, đây là do các nàng tự nguyện, cậu nhìn cảnh giới của các nàng đi. Diệp Huyên quay đầu nhìn cô gái kia, cảnh giới của nàng ta rất thấp. Cô gái thanh tú trịnh trọng đáp, các nàng đều là những người có thiên phú cực kém, nếu ở ngoài thì hầu như đều có kết cục rất thảm thương, các chủ cho các nàng ở lại đây kiếm sống, còn họ thì được tiên bảo các bảo vệ, chỉ làm một vài công việc phục vụ thôi. Nói rồi nàng ta nhìn cô gái kia, sở dĩ nàng mặc ít là bởi nàng là vũ công, nhảy rất giỏi chứ không vì lý do gì khác. Hơn nữa, thông thường nàng đều chỉ tiếp khách nữ, lần này sở dĩ ta bảo nàng tới là vì Diệp công tử cậu. Diệp Huyên liếc nhìn cô gái kia, hắn phát hiện đúng là nàng ta vẫn còn hoàn mỹ. Diệp Huyên im lặng một lúc mới nói, những gì cô nói đều là thật chứ. Cô gái thanh tú vội gật đầu, sao thuộc hạ dám lừa Diệp công tử chứ. Các chủ đã nói thế gian này có rất nhiều cô gái bình thường, thiên phú của các nàng không tốt, những tông môn thế lực kia lại không nhận các nàng, mà các nàng không có thực lực lớn mạnh, ở bên ngoài cực kỳ nguy hiểm, bởi vậy các chủ mới bảo chúng ta thu nhận những cô gái này. Cho họ kiếm sống, để những người bình thường như họ cũng có cơ hội lộ diện. Nói tới đây nàng ta dừng lại, hơi cúi đầu, nhẹ giọng nói, ta cũng là một trong những cô gái này. Diệp Huyên im lặng thật lâu mới cất lời, xin lỗi, ta chưa tìm hiểu kỹ đã nổi nóng, là lỗi của ta. Cô gái thanh tú vội vàng lắc đầu, không không, là ta không giải thích rõ ràng cho Diệp công tử. Diệp Huyên quay đầu nhìn vũ nữ phía xa. Cô gái cũng đang nhìn hắn, từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh. Cô gái thanh tú đột nhiên nói, Diệp công tử, nếu cậu không thích thì bây giờ ta sẽ đưa nàng ấy đi luôn. Nói xong, nàng ta nhìn cô gái xinh đẹp tuyệt trần, tưởng dung, chúng ta đi thôi. Lúc này Diệp Huyên chợt nói, để nàng ở lại đi. Cô gái thanh tú sửng sốt, sau đó gật đầu, vâng. Nói xong nàng ta nhìn cô gái tên tưởng dung. Trong mắt thoáng qua vẻ lo lắng nhưng nàng ta không nói nhiều thêm nữa mà lui ra. Trong tinh không chỉ còn lại Diệp Huyên và Tưởng Dung kia. Tưởng Dung cất tiếng hỏi, ngươi sẽ không trách nàng đúng không? Diệp Huyên cười, cô sợ ta trách nàng ấy à? Tưởng Dung gật đầu, nàng ấy là tỷ muội thân thiết với ta, trước đây nàng ấy chưa từng gọi ta tiếp khách nam bao giờ, nhưng lần này nàng gọi ta tới bởi nàng nói ngươi là khách quý rất danh giá. Nếu ta tiếp đón ngươi chu đáo, có lẽ sẽ có cơ hội thay đổi số phận. Diệp Huyên im lặng. Tưởng Dung chợt cười khẽ, công tử, phục vụ đặc biệt mà ngươi muốn là gì? Có thể nói cho ta biết được không? Diệp Huyên. Phục vụ đặc biệt. Diệp Huyên hơi xấu hổ, suy nghĩ của hắn không được trong sáng lắm. Tưởng Dung lại nói, Diệp công tử có muốn xem nhảy không? Một lần chỉ cần 100 trụ mạch thôi. Diệp Huyên gạt mọi suy nghĩ, cười khẽ, không cần, cô đi xuống đi. Nhưng Tưởng Dung không lui xuống mà chậm chậm đi tới trước mặt Diệp Huyên, nhìn thẳng vào mắt hắn, công tử, ta biết phục vụ đặc biệt mà ngươi nghĩ là gì, nếu ngươi cần, ta có thể phục vụ đặc biệt cho ngươi. Vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ. Tưởng Dung bắt đầu cởi quần áo. Mà đúng lúc này, một luồng kiếm ý chợt bao trùm lấy nàng ta. Tưởng Dung ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên. Hắn khẽ cười, tại sao? Tưởng Dung im lặng. Diệp Huyên nhìn Tưởng Dung, hỏi lại lần nữa, tại sao?
Tưởng Dung im lặng một hồi mới nói, dẫu sao phụ nữ cũng phải có một tổ ấm, nếu đã như vậy thì sao ta không tìm cho mình một tổ ấm tốt. Nói rồi nàng ta nhìn Diệp Huyên, người ôn hòa nho nhã, dung mạo tuấn tú, hơn nữa thực lực còn rất mạnh, ta thấy ngươi rất được. Tạo nghiệt rồi. Diệp Huyên lắc đầu, vỗ lên mặt mình. Thời buổi này đàn ông ra ngoài thực sự quá nguy hiểm, nhất là người như hắn, đúng là quá nguy hiểm, không để ý cái là bị phụ nữ nhớ nhung ngay. Quá đáng sợ. Diệp Huyên nhìn Tưởng Dung, lui xuống đi. Tưởng Dung nhìn Diệp Huyên, không dám nói thêm nữa, hơi cúi người rồi lui xuống. Trong tinh không, Diệp Huyên lắc đầu cười. Trong sáng. Những người phụ nữ này chẳng có ai là trong sáng cả. Giống như Tưởng Dung đây, nàng ta vẫn luôn chờ, chờ một cơ hội thích hợp sau đó giao bán mình. Nhưng nàng ta không biết rằng chỉ khi mình xuất sắc thì mới có thể xứng được với người xuất sắc hơn, nếu khoảng cách giữa hai bên quá lớn, trong lòng người kia, nàng ta sẽ không có chút trọng lượng nào. Tốt hơn hết đừng nên tìm đại gia làm gì. Diệp Huyên không để ý đến Tưởng Dung nữa, Tần Quan đã cho nàng ta cơ hội, còn nàng ta lợi dụng thế nào là việc của nàng ta. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên khẽ cười, phải công nhận rằng rất nhiều suy nghĩ của hắn và Tần Quan đều cực kỳ hợp nhau. Đúng lúc này, một cô gái thanh tú đột nhiên xuất hiện ở phía sau Diệp Huyên không xa, nàng ta cung kính cúi đầu, Diệp công tử, hội trưởng Tiêu Lan của Tiên Bảo Các cầu kiến cậu. Diệp Huyên khẽ cau mày, hội trưởng Tiên Bảo Các của Tiên Bảo Giới à? Cô gái thanh tú gật đầu, cực kỳ cung kính, đúng thế ạ. Diệp Huyên gật đầu, cho ông ta vào. Cô gái thanh tú cúi người thật sâu, trong lòng nàng ta lúc này đã chấn động không thể tưởng tượng được. Hội trưởng Tiên Bảo Các cầu kiến. Là cầu kiến đó. Có thể Diệp Huyên không biết địa vị của hội trưởng Tiên Bảo Các ở Tiên Bảo Giới, nhưng nàng ta biết, có thể nói là Tiêu Lan dậm chân một cái là cả Tiên Bảo Giới đều chấn động ngay. Ông ta là nhân vật có quyền lực thực sự. Ở Tiên Bảo Giới, ông ta gần giống như hoàng đế, là đối tượng nịnh nọt của vô số thế lực. Mà lúc này, hội trưởng lại cầu kiến Diệp Huyên. Cô gái thanh tú hơi sững sờ, hiển nhiên Diệp Huyên không đơn giản chỉ là khách quý siêu cấp. Sau khi cô gái thanh tú lui ra, một người đàn ông trung niên đi tới phía sau Diệp Huyên, ông ta mặc áo bào gấm xa hoa, khi ông ta đặt chân vào tinh không, cả tinh không đều khẽ rung nhưng rồi trở lại bình thường ngay lập tức. Cổ thần. Người này là cổ thần hàng thật giá thật. Mà Diệp Huyên thông qua bút đại đạo cũng cảm nhận được cảnh giới thực sự của đối phương. Tiêu Lan nhìn Diệp Huyên, hơi cúi người không chút do dự, bái kiến Diệp Thiếu. Diệp Thiếu. Diệp Huyên quay lại nhìn Tiêu Lan, cười nói, cách gọi này của ông cũng thú vị đấy. Tiêu Lan cười khẽ, ta từng may mắn được gặp người của Dương tộc. Diệp Huyên tò mò, ai? Tiêu Lan cười đáp, một vị trưởng lão. Diệp Huyên xòe tay nhún vai, ngoài phụ thân, muội muội và một vài a di ra, ta chẳng biết ai trong Dương tộc nữa. Tiêu Lan cười, ta hiểu được. Ông ta biết vị Diệp Thiếu trước mắt này đang được nuôi thả. Diệp Huyên hỏi, tiên bối là cổ thần cảnh à? Tiêu Lan cười nhẹ, ta không dám nhận hai chữ tiền bối này đâu, Diệp Thiếu có thể gọi ta là Tiêu Lan hoặc Tiêu hội trưởng cũng được. Nói xong ông ta dừng lại một chút mới bảo, hiện tại đúng là ta đang ở cổ thần cảnh. Diệp Huyên hơi tò mò, nghe nói trong thành có thượng cổ chi thần à? Tiêu Lan gật đầu, có một lão quái vật đến từ Thái Huyền Tông của Thái Huyền Giới, ông ta thường xuyên ở Tiên Bảo Giới. Diệp Huyên trầm tư giây lát rồi hỏi, ông tìm ta có chuyện gì sao? Tiêu Lan đáp, cũng không có chuyện gì, chỉ là tới gặp Diệp Thiếu thôi. Diệp Thiếu ở thế giới này có nhu cầu gì thì cứ việc dặn dò nhé. Diệp Huyên cười bảo, cảm ơn. Tiêu Lan hơi cúi người, Diệp Thiếu khách sáo quá, vậy ta không làm phiền cậu nghỉ ngơi nữa, cáo từ. Nói xong ông ta lặng lẽ lui ra ngoài. Nhưng lúc này, ông ta lại bỗng dừng bước, Diệp Thiếu, có phải tộc trưởng thần cổ tộc cổ Hàn kia đang uy hiếp cậu không? Nếu là thật thì cậu có cần ta giải quyết nàng bây giờ luôn không? Diệp Huyên lắc đầu cười, thôi, chuyện này để ta tự giải quyết. Tiêu Lan gật đầu, được. Nói rồi ông ta ngập ngừng hỏi lại, Diệp Thiếu tới đây là vì buổi đấu giá 5 ngày sau à? Diệp Huyên gật đầu, đúng. Tiêu Lan xòe lòng bàn tay ra,
một tấm thiệp màu vàng đen chậm chậm bay tới trước mặt Diệp Huyên. Diệp thiếu, đây là thiệp mời cao nhất, khi tới cậu chỉ cần đưa tấm thiệp này ra là được. Diệp Huyên nhận lấy thiệp mời, cười khẽ cảm ơn. Diệp thiếu khách sáo quá. Ông ta nói xong thì cúi người, lui ra. Sau khi lui ra, Tiêu Lan Tử Tốn bước tới phòng của Cổ Hàn, gõ nhẹ vào cửa, cửa mở ra, Cổ Hàn xuất hiện trước mặt ông ta. Tiêu Lan cười nhẹ, Cổ Hàn tộc trưởng, tại hạ là Tiêu Lan, hội trưởng của Tiên Bảo Các. Tiêu Lan, Cổ Hàn choáng váng, đương nhiên nàng ta biết Tiêu Lan, đây là nhân vật đáng sợ một tay che trời của tiên bảo giới, hơn nữa còn là cổ thần chính hiệu. Tiêu Lan xòe tay, một tấm thiệp mời màu vàng chậm chậm bay đến trước mặt Cổ Hàn tộc trưởng, đây là thiệp mời chí tôn, hoan nghênh Cổ Hàn tộc trưởng cùng Diệp công tử tới tham dự buổi đấu giá tổ chức vào 5 ngày sau. Nghe thế, Cổ Hàn sững người. Nhưng Tiêu Lan không nói thêm gì nữa, chắp tay rồi quay người rời đi. Trước khi đến ông ta đã tìm hiểu về Cổ Hàn và Diệp Huyên, biết Diệp Huyên đang bị Cổ Hàn uy hiếp, nhưng sau khi tới đây ông ta lại phát hiện hình như hơi khác với những gì ông ta nghĩ. Vừa nãy hỏi Diệp Huyên có cần giải quyết Cổ Hàn không, thực ra là ông ta muốn xem thái độ của hắn, và rõ ràng là Diệp Huyên không có ý định giết Cổ Hàn. Thú vị rồi đây. Nếu Diệp Huyên đã không có ý giết Cổ Hàn thì đương nhiên ông ta phải làm việc tới nơi tới chốn, lỡ như Diệp Huyên và Cổ Hàn là bạn bè hay quan hệ khác thì sao? Nhiều khi, một chi tiết nhỏ cũng có thể quyết định thành công hay thất bại và cả tương lai. Sau khi Tiêu Lan đi, Cổ Hàn nhìn tấm thiệp mời chí tôn trước mắt, rơi vào im lặng. Đây là thiệp mời tiêu chuẩn cao nhất của Tiên Bảo Các, chỉ người có thân phận cực kỳ cao quý mới nhận được. Thông thường những người nhận được loại thiệp này đều là cường giả cổ thần cảnh. Mà bây giờ hội trưởng Tiên Bảo Các lại đích thân đưa thiệp mời cho nàng ta, thái độ còn rất tôn trọng cung kính. Nàng ta chỉ là bán thần, còn Tiêu Lan đã là cổ thần. Diệp Huyên. Cổ Hàn quay đầu nhìn lại căn phòng của Diệp Huyên ở đằng xa, trầm tư suy nghĩ. Diệp Huyên ở trong tinh không gạt mọi suy nghĩ, khoanh chân ngồi trên mặt đất. Tu luyện. Ổn định. Hiện giờ hắn phải mau chóng ổn định cảnh giới của mình, chỉ sau khi ổn định được động huyền cảnh, hắn mới có thể nghiên cứu cổ thần cảnh. Mục tiêu của hắn là cổ thần cảnh, chứ không phải bán thần. Ngoài việc ổn định cảnh giới, hắn còn tu luyện nhất kiếm trảm hư vô, bây giờ hắn đã không còn dựa vào kiếm phụ thân tặng nữa mà dựa vào kiếm ý của mình. Hắn phát hiện kiếm ngưng tạo từ kiếm ý nhân gian còn lợi hại hơn nữa. Nhưng với thần hồn của hắn hiện tại, chỉ có thể ngưng tụ được vài trăm thanh kiếm trong khoảng thời gian ngắn. Không nhiều, nhưng đủ dùng. 3 ngày sau, Diệp Huyên ra khỏi phòng, hắn đứng ở cửa Tiên Bảo Các ngửa đầu nhìn trời, hôm nay trời trong gió nhẹ. Hắn không tu luyện liên tục mà lựa chọn kết hợp làm việc và nghỉ ngơi. Ngày nào cũng khổ luyện không ngừng nghỉ thực sự quá nhàm chán. Hôm nay hắn định ghé thăm Thư viện Hoa Hạ. Hắn vẫn rất tò mò về Thư viện Hoa Hạ mà Tần Quan xây dựng. Diệp Huyên hỏi vị trí của Thư viện Hoa Hạ xong thì đứng dậy đi về phía trước, lúc này Cổ Hàn đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn, hắn nhìn nàng ta hỏi, tộc trưởng, cô. Cổ Hàn bình tĩnh đáp, ta đi cùng ngươi. Diệp Huyên cười, cô có biết ta định đi đâu không? Cổ Hàn nói, Thư viện Hoa Hạ. Diệp Huyên hơi giật mình nhưng rồi lại cười bảo, nếu cô đã muốn đi thì đi cùng đi. Nói xong hắn đi về phía xa. Cổ Hàn nhìn Diệp Huyên rồi đi theo sau. Trên đường đi, Diệp Huyên chợt thấy hơi thấp thỏm bất an. Cổ Hàn hỏi, sao vậy? Diệp Huyên cười trả lời, rất mong chờ, nhưng lại sợ thất vọng. Cổ Hàn khó hiểu, thất vọng cái gì? Diệp Huyên cười nhẹ, sợ rằng thư viện này khác với ta nghĩ. Cổ Hàn im lặng giây lát mới nói, Tần các chủ là kỳ nhân. Diệp Huyên gật đầu, đi thôi. Một lúc sau hai người tới chân một ngọn núi có tên là núi Hoa Hạ, không lớn, ở ngã ba núi có một tấm biển nhìn rất đơn giản, trên đó viết 4 chữ lớn, Thư viện Hoa Hạ. Diệp Huyên ngẩng đầu, hắn nhìn thấy hàng trăm ngôi nhà tranh trên đỉnh núi xa xa, không có một kiến trúc sang trọng nào. Thấy cảnh này, Diệp Huyên ngẩn người. Đây là Thư viện Hoa Hạ sao? Lúc này, một ông lão đi tới từ phía sau hai người, ông ta mặc áo gai rất giản dị, chân đi giày gai, lưng còn đeo một bó củi khô,
Khi nhìn thấy ông lão này, sắc mặt hai người đều thay đổi. Cổ thần. Ông lão tưởng như cực kỳ bình thường trước mặt không ngờ lại là cổ thần. Lúc này ông ta chợt dừng lại, nhìn Diệp Huyên cười nhẹ, các hạ hẳn là Diệp công tử mà các chủ nói đúng không? Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Ông ta quan sát Diệp Huyên, khí chất bất phàm. Nói xong ông ta nhìn vào cây bút trên eo hắn, bút đại đạo. Diệp Huyên gật đầu. Ông lão cười nhẹ, rời mắt rồi bảo, Diệp công tử, chúng ta vào thư viện nói chuyện đi. Diệp Huyên hơi tò mò, tiền bối là ai vậy? Ông lão cười khẽ, Văn Tu, phó viện trưởng đương nhiệm của thư viện Hoa Hạ. Diệp Huyên hơi giật mình rồi cười bảo, không giấu gì ông, thư viện Hoa Hạ không như những gì ta nghĩ. Văn Tu bảo, các chủ thường nói, vật chất dễ làm tâm trí rối bời, hơn nữa mọi người tới đây để học chứ không phải hưởng thụ, vì thế học sinh của thư viện Hoa Hạ làm gì cũng phải tự làm hết, dù là ăn cơm hay giặt giũ cũng đều phải tự thân vận động, kể cả phó viện trưởng ta đây. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, với thực lực của họ, nấu cơm giặt giũ. Văn Tu lắc đầu, trong thư viện này, cậu có thể tu luyện, nhưng không được sử dụng thần thông để phục vụ chuyện cá nhân. Diệp Huyên khó hiểu, vì sao? Văn Tu cười, y không trải sự đời không chịu khổ cực thì làm sao thay đổi được nhân gian vũ trụ này? Diệp Huyên im lặng. Không trải sự đời, không chịu khổ cực thì làm sao thay đổi được nhân gian vũ trụ này? Khi nghe thấy câu này, lòng Diệp Huyên chợt xúc động, đúng thế, giống như trước đây hắn từng nói, muốn thay đổi thế giới thì phải vào thế giới trải nghiệm khổ đau của nhân gian đã, nếu không làm sao thay đổi được thế giới. Sau khi vào thư viện, Diệp Huyên phát hiện đúng là học sinh trong thư viện này đều tự mình làm mọi việc, tuy thực lực của họ đều không yếu, nhưng không học sinh nào dùng năng lực để tạo điều kiện cho mình. Tự mình làm mọi việc. Văn Tu bắt đầu đánh lửa để nấu cơm. Thật sự là nấu cơm. Văn Tu nhìn Diệp Huyên, cười bảo, các chủ nói thần tiên cao ngạo xa cách không thể thay đổi được vũ trụ, vì họ vốn không hề biết suy nghĩ và nhu cầu của người ở tầng lớp thấp. Vậy nên học sinh ở thư viện chúng ta đều phải tới nhân gian để trải nghiệm cuộc sống của những người ở tầng lớp thấp nhất, biết được những khó khăn, vất vả của họ thì chúng ta mới có thể thay đổi được họ. Diệp Huyên khẽ gật đầu, đúng là như vậy. Văn Tu chỉ vào một căn nhà tranh ở phía xa. Diệp công tử, trong căn nhà tranh đó có tất cả những sách cổ mà thư viện Hoa Hạ ta siêu tầm, nếu cậu thích thì có thể vào xem, đương nhiên không thể mang đi. Diệp Huyên cười hỏi, mở cửa với tất cả mọi người à? Văn Tu đáp, những cuốn sách cổ này có thể cho tất cả mọi người mượn, đương nhiên luyện thể chi pháp và thần thông công pháp thì không thể cho người ngoài đọc được. Nói rồi ông ta lắc đầu, thật ra theo ta thấy, sách cổ còn quan trọng hơn tu luyện chi pháp và thần thông công pháp. Tu luyện là tu tâm, còn đọc sách thì có thể tĩnh tâm, cải thiện tâm trí. Nhưng nhiều người lại bỏ qua điều này, cho rằng đọc sách không có tác dụng. Diệp Huyên mỉm cười rồi nói, ta đi đọc sách. Nói xong hắn đứng dậy đi về phía nhà tranh. Cổ Hàn im lặng một lúc rồi cũng đứng dậy đi theo. Văn Tu nhìn Diệp Huyên nơi xa, im lặng không nói gì. Sau khi vào nhà tranh, Diệp Huyên phát hiện bên trong là một quảng trường rất rộng. Trên quảng trường bầy đầy sách cổ, ít nhất cũng phải mấy triệu cuốn. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên khá hưng phấn. Hiển nhiên những cuốn sách này đều do Tần Quan thu thập. Thời gian sau đó Diệp Huyên bắt đầu điên cuồng đọc sách, thật ra người tu luyện đọc sách dễ dàng hơn người thường rất nhiều, vì trí nhớ của người tu luyện đều vô cùng lợi hại, hoàn toàn có thể nhìn một lần là nhớ mãi không quên, chỉ có điều rất nhiều người tu luyện không dành thời gian cho việc đọc sách mà thôi. Suy cho cùng, bước đi trên con đường tu luyện đại đạo thì mục đích của mọi người đều là trường sinh hoặc vô địch. Thời gian trôi rất nhanh, chớp mắt đã qua 2 ngày. Mà hôm nay là ngày diễn ra cuộc đấu giá của Tiên Bảo Các. Sau khi Diệp Huyên chào tạm biệt Văn Tu thì rời khỏi thư viện Hoa Hạ cùng Cổ Hàn, nhưng trước khi đi, hắn đã sao chép mấy triệu cuốn sách cổ kia, hắn phải mang chúng về thư viện Quan Huyên, chúng quá đáng giá. Nếu mang về thì sẽ giúp được rất nhiều cho thư viện Quan Huyên. Văn Tu không ngăn cản việc làm này của Diệp Huyên, bởi những cuốn sách cổ ấy vốn đều có bản sao, hơn nữa còn không ít. Trên đường đến Tiên Bảo Các, Diệp Huyên tỏ ra rất hào hứng. Giá trị của những cuốn sách đó là không thể đong đếm được. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên từ một hướng, Cổ Hàn.
Cổ Hàn dừng lại, quay đầu thì thấy một người phụ nữ xinh đẹp dẫn theo một chàng thanh niên chậm chậm bước tới. Người phụ nữ xinh đẹp mặc chiếc váy dài màu đỏ đậm với cổ rất thấp, để lộ ra nơi đầy đặn, khuôn mặt bà ta như hoa sen, cặp mắt như hoa đào, vô cùng quyến rũ. Chàng thanh niên bên cạnh người phụ nữ xinh đẹp cũng cực kỳ đẹp trai, về ngoại hình, hắn ta không hề thua kém Diệp Huyên, nhưng cách ăn mặc của hắn ta rất diêm dúa, còn đánh son sáng màu, vì thế so với Diệp Huyên, hắn ta quyến rũ hơn vài phần, còn Diệp Huyên thì lại bình tĩnh điềm đạm, trên người toát lên khí chất nho nhã của thư sinh. Nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp, Cổ Hàn hơi nhíu mày, Tiêu phu nhân. Khóe miệng Tiêu phu nhân nhếch lên rất quyến rũ, Cổ Hàn, cô vãn lạnh lùng như vậy. Nói đến đây, bà ta chuyển chủ đề, nhìn vào Diệp Huyên khẽ mỉm cười hỏi, tiểu ca đây tên gì? Diệp Huyên cười đáp, Diệp Huyên. Tiêu phu nhân chớp mắt, Diệp Huyên, tên hay. Nói xong bà ta bắt đầu quan sát Diệp Huyên không chút e dè. Ánh mắt đó mang theo cảm giác thợ săn đi săn mồi. Nhìn thấy ánh mắt của Tiêu phu nhân, chàng thanh niên quyến rũ quay đầu nhìn Diệp Huyên, trong mắt thoáng qua vẻ nham hiểm. Nhìn thấy ánh mắt rực lửa của Tiêu phu nhân, Diệp Huyên khẽ chau mày, quay đầu nói với Cổ Hàn, các cô ôn chuyện cũ đi, ta đi trước đây. Nói xong hắn quay người rời đi. Tiêu phu nhân này hiển nhiên không phải người phụ nữ tốt. Đương nhiên hắn không có hứng quan tâm chuyện đời tư của bà ta. Vì vậy hắn lựa chọn rời khỏi nơi này. Đúng lúc này, chàng thanh niên quyến rũ bên cạnh Tiêu phu nhân chợt chặn trước mặt Diệp Huyên, lạnh lùng nói, thật không có quy củ, trưởng bối đang nói chuyện mà ngươi lại định đi, đúng là thiếu giáo dục, ngươi nên. Lúc này tay phải của Diệp Huyên chợt nắm lấy cổ họng hắn ta. Tiêu phu nhân và Cổ Hàn đều sững sờ. Lúc này Diệp Huyên nhìn thẳng vào chàng thanh niên quyến rũ và bảo, phụ thân ta còn chưa dạy ta phải làm thế nào, ngươi là cái thá gì? Nói xong hắn túm cổ hắn ta đập mạnh xuống đất. Dầm. Khuôn mặt quyến rũ điển trai của chàng thanh niên lập tức nở hoa, máu tươi bắn ra tung tóe. Mọi người đều ngẩn ra. Sắc mặt Tiêu phu nhân chợt lạnh đi, bà ta nhìn Cổ Hàn, lạnh lùng nói, Cổ Hàn, đánh chó phải ngó mặt chủ. Cổ Hàn lãnh đạm đáp, vậy thì bà đánh hắn đi, ta đâu có ngăn cản bà. Tiêu phu nhân sửng sốt, sau đó giận quá hóa cười, được, được lắm. Nói rồi bà ta nhìn Diệp Huyên ở phía xa, chàng trai trẻ, người độc ác nhẫn tâm như vậy. Diệp Huyên đột nhiên ngắt lời bà ta, hắn có phải nam sủng của bà không? Người phụ nữ xinh đẹp đớ người. Mọi người đang vây xem cũng choáng váng. Có cần trực tiếp vậy không? Ánh mắt người phụ nữ xinh đẹp nhìn Diệp Huyên sắc như kiếm. Diệp Huyên chỉ vào chàng thanh niên quyến rũ dưới chân, sao hắn lại dám nhằm vào ta? Hiển nhiên là do bà chiều quen, chắc hẳn thường ngày hắn ỷ vào việc có bà chống lưng nên cũng ra oai tác quái không ít, nhưng ta không phải phụ thân hắn, sao ta phải chiều hắn? Lúc này, chàng thanh niên quyến rũ dưới chân Diệp Huyên bỗng gằn giọng, ngươi có bản lĩnh thì giết ta đi. Ngươi giết đi. Tiêu phu nhân chợt lên tiếng, ngươi động đến hắn thử xem. Trước mắt mọi người, Diệp Huyên đột nhiên dậm chân phải xuống. Bùm! Đầu chàng thanh niên quyến rũ lập tức nổ tung, thần hồn đều bị hủy diệt. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều hít sâu một hơi. Hắn dám giết người ở Tiên Bảo Thành. Tiêu phu nhân cười khẽ thú vị, đúng là thú vị. Nói xong bà ta lắc đầu, ta cứ tưởng ngươi không giống những người đàn ông khác, nhưng bây giờ xem ra ngươi cũng là kẻ thiểu năng trí tuệ. Chỉ mới khích ngươi một câu là ngươi đã thật sự ra tay giết người rồi. Chàng trai trẻ. Nói đến đây, bà ta cười tâu toét, đây là Tiên Bảo Thành. Tiên Bảo Thành. Nghe vậy, mọi người có mặt đều nhìn Diệp Huyên, thầm lắc đầu. Giết người ở Tiên Bảo Thành là việc làm vô cùng ngu ngốc, vì giết người ở đây đồng nghĩa với việc trở thành kẻ thù của Tiên Bảo Các. Đúng lúc này, phía xa bỗng xuất hiện hai luồng khí thế mạnh mẽ. Bán thần. Thấy vậy, nụ cười trên mặt người phụ nữ xinh đẹp càng thêm rạng rỡ, đồ ngu, ngươi chờ trả giá đắt cho việc làm ngu ngốc của mình đi. Lúc này, hai ông lão xuất hiện tại hiện trường, chính là hai vị bán thần của Tiên Bảo Các. Hai người chậm rãi đi tới trước mặt Diệp Huyên, khi mọi người tưởng họ sẽ ra tay với Diệp Huyên thì hai ông lão lại cúi người thật sâu trước hắn, ông lão đi đầu cung kính gọi, Diệp Thiếu. Diệp Thiếu. Mọi người đều hóa đá.
Tiêu phu nhân sững người tại chỗ. Ông lão đi đầu lại cung kính cúi đầu trước Diệp Huyên lần nữa, Diệp thiếu, chúng ta tới muộn, xin Diệp thiếu thứ tội. Đám đông. Diệp Huyên liếc nhìn tiêu phu nhân phía xa, không muốn để ý đến bà ta, hắn đang định đi thì thấy tiêu phu nhân hét lên hung dữ, không công bằng. Không công bằng. Nghe vậy, ông lão đi đầu cau mày. Tiêu phu nhân nhìn chằm chằm Diệp Huyên, tiên bảo các giải quyết không công bằng, ta không phục. Vừa nói bà ta vừa tức tối chỉ vào Diệp Huyên, hắn giết người ở Tiên Bảo Thành, theo quy định của Tiên Bảo Thành thì phải giết chết rồi treo trên tường thành, hắn. Ông lão đi đầu đột nhiên tức giận nói, im miệng. Dứt lời, ông ta phất tay áo, một lực lượng đáng sợ bộc phát ra. Ở đằng xa, sắc mặt tiêu phu nhân hơi thay đổi, bà ta bỗng tung ra một quyền. Bùm! Tiêu phu nhân bị đẩy lùi lại cả mấy trăm trượng. Sau khi dừng lại, sắc mặt bà ta càng khó coi hơn, tại sao? Tại sao? Tại sao hắn phá lệ mà các ông còn bao che cho hắn? Không công bằng, thế đạo này không công bằng. Diệp Huyên nhíu mày, trời ơi, hình như là các người gây sự trước mà. Vả lại bà còn cố ý khích ta để ta giết nam sủng của bà, sao bây giờ bà lại làm như ta là kẻ tội ác tày trời vậy? Tiêu phu nhân nhìn Diệp Huyên đau đớn, quy định của Tiên Bảo Thành là không được ra tay. Ra tay là phá vỡ quy tắc của Tiên Bảo Các, ta chỉ dùng miệng chứ không dùng tay, nhưng ngươi đã ra tay rồi. Tiên Bảo Các không xử lý ngươi, đất trời khó dung. Còn nữa, Tiên Bảo Các đặt ra tiền lệ này là đã phá lệ, sau này còn ai tuân thủ quy định của Tiên Bảo Các nữa. Diệp Huyên quay đầu nhìn ông lão bên cạnh, quy định của Tiên Bảo Các là không được ra tay đúng không? Ông lão ngập ngừng rồi mới đáp, đúng thế. Diệp Huyên gật đầu rồi ngẩng đầu lên nhìn. Bây giờ là chính ngọ, hắn suy nghĩ giây lát rồi nói, bắt đầu từ ngày hôm nay, có thể ra tay ở Tiên Bảo Các vào lúc chính ngọ. Ông lão! Đám đông! Diệp Huyên quay lưng bỏ đi. Tiêu phu nhân phẫn nộ gào thét, ngươi nói thay đổi quy tắc là có thể thay đổi à? Ngươi nghĩ ngươi là ai? Ngươi! Ở phía xa, một giọng nói đột nhiên vang lên từ Tiên Bảo Các, từ nay về sau, có thể ra tay ở Tiên Bảo Thành vào lúc chính ngọ. Hội trưởng Tiên Bảo Các Tiêu Lan. Nghe thấy câu này, tất cả mọi người trong thành đều hóa đá, vậy mà quy tắc lại thật sự thay đổi. Ở đằng xa, tiêu phu nhân sững sờ, run giọng lẩm bẩm, chết tiệt, quá khó tin. Phải nói rằng, tất cả mọi người trong thành đều hoàn toàn choáng váng. Nhất là những người vừa nãy vây quanh Diệp Huyên, họ hoàn toàn không ngờ quy tắc của Tiên Bảo Thành lại bị một thanh niên phá vỡ. Không. Không phải phá vỡ mà là thay đổi. Như tiêu phu nhân, điều này quá khó tin. Tất nhiên, hầu hết mọi người đều tò mò thân phận của thanh niên này. Chẳng lẽ là họ hàng của các chủ Tiên Bảo Các? Cổ Hàn nhìn tiêu phu nhân, mít đặc. Nói xong nàng ta quay lưng bỏ đi. Tiêu phu nhân. Lúc này hai ông lão bán thần xuất hiện trước mặt tiêu phu nhân. Thấy vậy, bà ta biến sắc, nhà họ tiêu, ta là người của nhà họ tiêu. Ông lão đi đầu thấp giọng thở dài, không có ích gì đâu. Tiêu phu nhân. Không ai biết Tiên Bảo Các xử lý tiêu phu nhân thế nào, tóm lại là kể từ đó bà ta không còn xuất hiện trong Tiên Bảo Thành nữa. Hôm nay là ngày diễn ra buổi đấu giá của Tiên Bảo Các, vì thế hôm nay Tiên Bảo Các vô cùng sôi động, náo nhiệt. Rất nhiều thế lực tới từ khắp nơi trong vũ trụ. Sở dĩ nhiệt tình như vậy là vì Tiên Bảo Các sẽ bán đấu giá một di tích. Bí cảnh đạo thần. Bí cảnh này là do đạo thần dựng nên năm đó, nói đến đạo thần, không nghi ngờ gì là một nhân vật truyền kỳ. Trong ghi chép của sách sử thì ông ta là người đầu tiên vượt qua thượng cổ thần cảnh. Hiện tại đã biết cảnh giới cao nhất vũ trụ là thượng cổ thần, vẫn chưa xuất hiện cường giả nào vượt trên thượng cổ thần, mà đạo thần chỉ có trong truyền thuyết, mọi người cũng không ngờ Tần Quan lại thật sự phát hiện ra bí cảnh đạo thần. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là đạo thần thật sự tồn tại. Nói cách khác, tìm được bí cảnh này rất có thể sẽ có được truyền thừa của đạo thần. Cường giả bán thần cảnh phấn khích, cường giả cổ thần cảnh phấn khích, cường giả thượng cổ chi thần lại càng phấn khích hơn. Vì vậy các thế lực tham gia buổi đấu giá lần này đều là thế lực siêu cấp của mỗi vũ trụ. Diệp Huyên và Cổ Hàn vừa tới cổng địa điểm tổ chức đấu giá của Tiên Bảo Các thì Tiêu Lan đã đích thân ra đón, ông ta mỉm cười, Diệp thiếu.
để ta đưa hai người tới phòng riêng của hai người. Nói xong, ông ta làm động tác mời rồi dẫn đường. Dưới sự dẫn đường của Tiêu Lan, Diệp Huyên và Cổ Hàn tới một phòng riêng sang trọng, từ vị trí này có thể nhìn bao quát toàn bộ trường đấu giá, là vị trí đẹp nhất. Tiêu Lan cười, Diệp Thiếu, cậu cũng tới vì di tích kia phải không? Diệp Huyên tò mò hỏi lại, di tích gì? Tiêu Lan hơi ngẩn ra, sau đó giải thích, di tích của đạo thần. Diệp Huyên khẽ cau mày, di tích của đạo thần. Tiêu Lan gật đầu, không biết Diệp Thiếu đã nghe nói tới quân đạo thần năm xưa chưa? Diệp Huyên lắc đầu. Tiêu Lan trầm giọng bảo, người này là một thiên tài, là người đứng đầu toàn vũ trụ hiện biết, vì ông ấy là người đầu tiên vượt qua thượng cổ thần cảnh. Nói đến đây, ông ta dừng lại rồi mới nói tiếp, đương nhiên không thể so sánh với Dương tộc. Diệp Huyên. Cổ Hàn nhìn Diệp Huyên, trong lòng khá bất ngờ. Tiêu Lan nói tiếp, lúc trước chúng ta nhận được tin của các chủ về vị trí cụ thể của di tích đấu giá này, nếu thiếu chủ muốn đấu giá bản đồ của di tích này, e là ít nhất phải chuẩn bị 100 triệu trụ mạch. Diệp Huyên nhíu mày, nếu ta muốn thì nói với Tần Quan luôn chẳng phải là xong chuyện sao? Nghe vậy, Tiêu Lan hơi ngẩn ra, sau đó nhanh chóng nói, đúng thế ạ. Ông ta chợt thấy hơi xấu hổ, lúc này ông ta mới nhớ ra quan hệ giữa Diệp Huyên và các chủ nhà mình không tầm thường. Đối với người ngoài, bản đồ di tích này vô cùng quý giá, nhưng trong tay Tần Quan ước chừng chẳng khác gì giấy vụn. Nếu Diệp Huyên cần thì cứ lên tiếng, chẳng phải là chuyện rất đơn giản sao? Diệp Huyên chợt hỏi, trong số vật phẩm đấu giá hôm nay, có thứ gì ta có thể dùng được không? Tiêu Lan trầm giọng bảo, hôm nay chỉ đấu giá hai món thần vật, thứ nhất là di tích của đạo thần, thứ hai là mảnh vỡ đạo thạch càn khôn. Diệp Huyên nhíu mày, mảnh vỡ đạo thạch càn khôn. Tiêu Lan gật đầu, đạo thạch càn khôn hoàn chỉnh có chứa ba loại sức mạnh đáng sợ vô cùng, quá khứ chi lực, hiện tại chi lực, tương lai chi lực. Diệp Huyên chợt nhẩm niệm, vài giây sau một thanh kiếm bất chợt xuất hiện trước mặt Tiêu Lan. Trảm tương lai. Diệp Huyên nhìn Tiêu Lan, là kiểu này sao? Tiêu Lan lắc đầu, Diệp Thiếu, nhát kiếm này của cậu chỉ là trảm tương lai đơn thuần, mà cậu lại không có được trảm tương lai chi lực thực sự. Đây là một loại lực lượng đặc biệt, dùng từ của thế tục mà nói thì nhát kiếm trảm tương lai này của cậu chỉ có vẻ ngoài, không có nội lực, nghĩa là cậu không thực sự điều khiển được tương lai chi lực. Đương nhiên, nhát kiếm này của cậu cực mạnh, bởi vì nó quá quỷ dị. Hơn nữa trình độ kiếm đạo của cậu rất cao, nhưng đối với cường giả thực thụ thì không có mối đe dọa lớn, chẳng hạn như cổ thần cảnh. Nhưng nếu cậu có đạo thạch càn khôn hoàn chỉnh thì chỉ cần kích hoạt là có thể dễ dàng chém được thượng cổ thần cảnh ngay. Diệp Huyên khẽ hỏi, lợi hại vậy sao? Tiêu Lan gật đầu, vô cùng lợi hại, mảnh vỡ của thần vật này được các chủ đấu giá ở đây. Diệp Huyên hơi khó hiểu, lợi hại như vậy thì sao nàng ấy lại bán đấu giá? Tiêu Lan cười khổ, các chủ không mấy hứng thú. Diệp Huyên. Tiêu Lan đột nhiên đứng lên, Diệp công tử, buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi, ta phải đi làm chủ trì đây, nếu cậu cần gì thì cứ ra lệnh là được. Diệp Huyên gật đầu, ông đi đi. Tiêu Lan hơi cúi người rồi lui ra. Diệp Huyên nhìn xuống dưới, lúc này đã càng lúc càng có nhiều người tới, phải nói rằng hắn hơi bất ngờ, bởi những người tới đây cảnh giới thấp nhất cũng đã là động huyền cảnh. Bán thần và cổ thần thì lại càng không ít. Hiển nhiên các thế lực khác đều muốn có được di tích này. Truyền thừa của đạo thần. Diệp Huyên từ bỏ ý định này, vì hắn không có nhiều tiền như vậy. Lúc này, bút đại đạo bên hông Diệp Huyên chợt khẽ rung lên. Diệp Huyên chợt đứng dậy, Cổ Hàn ở bên cạnh hắn hơi nhíu mày, sao vậy? Diệp Huyên nheo mắt, nguy hiểm. Nguy hiểm. Khoảnh khắc vừa nãy. Bút đại đạo đã nhắc nhở hắn. Có nguy hiểm. Bút đại đạo chưa bao giờ nhắc nhở hắn như vậy. Lúc này, trong đầu hắn vang lên giọng của bút đại đạo, đi ngay đi. Đi ngay. Vẻ mặt Diệp Huyên bỗng trở nên nghiêm nghị, hắn biết sắp xảy ra chuyện lớn. Không chút do dự, hắn xòe lòng bàn tay, đang định lấy lệnh huyền thiên ra để gọi Tiêu Lan thì lúc này một uy áp đáng sợ đột nhiên bao trùm toàn bộ tiên bảo các. Lúc này, vô số cường giả trong điện đều biến sắc. Có người muốn ra tay với tiên bảo các. Phía dưới, Tiêu Lan nheo mắt, tay phải chậm rãi nắm chặt. Ai ăn gan hùm mật báo vậy?
dám tấn công Tiên Bảo Các. Đúng lúc này, trong phòng riêng nào đó chợt biến thành một vòng xoáy tối đen như mực. Nhìn thấy cảnh này, Tiêu Lan lập tức kinh hãi, hỗn xược. Hỗn xược. Dứt lời, ông ta nhảy vọt lên, tay phải nắm lấy vòng xoáy kia qua không trung, mà lúc này vòng xoáy ấy chợt bộc phát ra luồng lực lượng khủng khiếp. Bùm. Trong nháy mắt, Tiêu Lan với tu vi cổ thần đã bị chấn lui về phía sau hàng vạn trượng, cùng lúc này, toàn bộ Tiên Bảo Các đều sụp đổ, tất cả cường giả dưới bán thần đều đột tử trong chớp mắt. Cả Tiên Bảo Thành đều rung lên. Đây là thượng cổ chi thần. Có thượng cổ chi thần muốn tấn công Tiên Bảo Các. Bên kia, Tiêu Lan kinh hãi nhìn về phía xa, lúc này thân thể của ông ta đã vỡ nát. Đây là lần đầu tiên ông ta giao đấu với thượng cổ chi thần, mà lúc này ông ta mới phát hiện mình còn kém xa thượng cổ chi thần nhường nào. Như nghĩ tới điều gì, Tiêu Lan nhanh chóng xòe tay, một tấm lệnh bài bay lên trời. Liên lạc với Tần Quan. Chuyện này rất nghiêm trọng, nhất định phải liên lạc với Tần Quan. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt Tiêu Lan lại thay đổi, bởi ông ta phát hiện không thể liên lạc được với Tần Quan. Không liên lạc được. Chuyện gì thế này? Sắc mặt Tiêu Lan chợt tái đi. Không biết bao lâu sau, Diệp Huyên và Cổ Hàn xuất hiện trên một vùng đất hoang, nơi đây xa xôi vô tận, bầu trời trên đầu u ám khiến người ta cảm thấy hơi ngột ngạt. Diệp Huyên nhắm mắt, thầm suy nghĩ. Ai đang nhắm đến hắn? Hiện giờ hắn không có kẻ thù nào, Tiêu phu nhân lúc trước. Hiển nhiên là không thể, hẳn là bà ta không có năng lực kinh người được đến mức này. Đế hoang thần tộc. Cũng không thể, tuy hắn đồng ý giúp Cổ Hàn so tài với họ nhưng đối phương vẫn chưa đến mức nhằm vào hắn thế này, hơn nữa có thể đế hoang thần tộc cũng không có được thực lực đáng sợ thế này. Cổ thần. Diệp Huyên chợt mở mắt, hắn nghĩ đến vị cổ thần của thần Sơn Ngạn tộc. Rất rõ ràng có thể chính là người đó. Lâu như vậy rồi, hắn cứ ngỡ đối phương đã quên mình, nhưng không, là hắn nghĩ nhiều thôi. Lúc này, mặt đất xa xa trước mặt Diệp Huyên chợt nứt ra, sau đó một tế đàn màu đỏ máu khổng lồ chậm rãi bay lên, hắn nhìn thấy hai người đàn ông trung niên trên tế đàn, một người trong số đó chính là vị cổ thần mà hắn gặp ở thần Sơn Ngạn tộc. Mà bên cạnh ông ta còn có một người đàn ông trung niên mặc áo bào đỏ sẫm. Khuôn mặt người này không già nhưng tóc lại đã bạc trắng. Tế đàn từ từ bay lên, Diệp Huyên phát hiện phía dưới tế đàn còn có 6 người bí ẩn mặc áo bào đen. Mà 6 người này đều là cổ thần cảnh. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Cổ Hàn thoáng chốc tái nhợt. Đây là đội hình thế nào? Một thượng cổ thần cảnh, 7 cổ thần. Lúc này, vị cổ thần đứng trên tế đàn nhìn Diệp Huyên, không ngờ phải không? Chúng ta lại gặp nhau rồi. Diệp Huyên khẽ cười, các ông dựng đội hình lớn thế này chỉ để giết ta à? Vị cổ thần kia nhìn hắn cười bảo, ta tự giới thiệu một chút, ta là Huyền Mộc đến từ huyền thần giới, vị bên cạnh ta đây là giới chủ huyền thần giới. Ta biết chắc ngươi chưa từng nghe tới huyền thần giới, vì với kiến thức và thực lực của ngươi vẫn chưa đủ tư cách để biết những chuyện cao cấp thế này. Diệp Huyên liếc nhìn tế đàn, trên tế đàn có một bể máu rất lớn. Trong bể máu có máu đang sôi trào, các ông định làm gì? Huyền Mộc nhìn Diệp Huyên, khẽ cười, sở dĩ hôm đó ngươi kiêu ngạo như vậy chẳng phải vì có bút đại đạo sao? Ngươi tưởng rằng có bút đại đạo thì có thể muốn làm gì thì làm hả? Ngươi tưởng có bút đại đạo là ngươi có thể thoải mái thể hiện sao? Ngươi hãy nhìn xem hôm nay chúng ta phong ấn bút đại đạo của ngươi thế nào, ngươi phải trả cái giá đắt nhất cuộc đời mình cho sự ra vẻ thể hiện của ngươi khi đó. Nói rồi ông ta tức giận chỉ vào Diệp Huyên, cho ngươi ra vẻ này, hôm nay ta sẽ tiêu diệt thập tộc của ngươi. Thập tộc. Diệp Huyên im lặng. Lời thoại quen thuộc này lại tới. Chẳng lẽ mấy lão trước mặt này do bút đại đạo phái tới? Bút đại đạo. Lúc này, giới chủ huyền thần giới bỗng xoay người, xòe tay ra rồi nhẹ giọng hô, lên. Đột nhiên. Bể máu trong tế đàn sau lưng ông ta bay lên trời, thoáng chốc bầu trời trong hàng trăm vạn dặm đều biến thành màu đỏ như máu, đồng thời vòng xoáy màu đỏ khổng lồ cũng xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Huyên. Giờ phút này, tà khí và sát ý đã tràn ngập khắp thế gian. Giới chủ huyền thần giới nhìn Diệp Huyên, lấy máu của nghìn vạn sinh linh lập thành trận, phong. Dứt lời, vòng xoay màu đen chợt rung lên dữ dội, tiếp đó một cột máu rộng trăm thước từ trên trời rơi xuống.
mục tiêu của cột máu này chính là bút đại đạo. Bên dưới, Diệp Huyên chậm rãi nhắm hai mắt lại, tay phải hắn từ từ nắm chặt, khi nhóm giới chủ huyền thần giới cho rằng Diệp Huyên định phản kháng thì hắn lại chẳng có động tĩnh gì, mặc cho cột máu kia nhấn chìm mình. Bùm! Trong phút chốc, toàn bộ đại địa đều biến thành biển máu. Lúc này Diệp Huyên chợt mở mắt ra. Bùm bùm! Hai luồng kiếm quang màu đỏ máu bắn ra từ trong mắt hắn, thời không trước mặt hắn lập tức vỡ tan. Mà lúc này Diệp Huyên đã như người máu. Đột nhiên biển máu giữa đất trời lại ập về phía Diệp Huyên như sóng thủy triều. Thấy vậy, nhóm giới chủ huyền thần giới đều ngẩn ra. Chuyện gì thế này? Bởi vì bọn họ phát hiện huyết trận của mình không chỉ không có tác dụng với Diệp Huyên mà ngược lại hắn còn hấp thu huyết khí khắp đất trời. Điều đáng kinh ngạc nhất là bọn họ phát hiện sát ý và tà khí tản ra từ Diệp Huyên lúc này còn mạnh hơn sát ý và tà khí tản ra từ huyết khí của bọn họ. Cái quái gì thế này? Nhóm giới chủ huyền thần giới đều ngớ người. Cổ Hàn đã lui ra xa lúc này cũng nhìn Diệp Huyên với vẻ mặt không thể tin được. Nàng ta không ngờ Diệp Huyên vẫn luôn điềm đạm nho nhã, giờ phút này lại bộc phát ra tà khí và sát ý đáng sợ như vậy, cứ như là một người khác. Rốt cuộc đây là người thế nào? Đúng lúc này, Diệp Huyên đột ngột ngửa đầu lên gào thét. Bùm! Trong phút chốc, toàn bộ huyết khí trong đất trời đều bị hắn hấp thu toàn bộ. Đoàng! Đột nhiên, một luồng khí thế đáng sợ quét ra từ trong cơ thể Diệp Huyên, thời không xung quanh hắn lập tức sôi trào. Sau khi hấp thụ những khí huyết đó, huyết mạch chi lực của hắn càng trở nên mạnh mẽ hơn. Từ trước đến nay, huyết mạch của hắn luôn tăng lên rất rất chậm, vì hắn không như phụ thân, chưa từng làm chuyện như động cái là giết cả thành, chính vì vậy mà huyết mạch của hắn tăng lên vô cùng chậm. Mà lúc này, giới chủ huyền thần giới lại chủ động mang vô số máu tươi đến cho hắn, quan trọng nhất là trong máu tươi còn có sát ý và tà khí vô tận. Đối với huyết mạch của Diệp Huyên mà nói, đây giống như nắng hạn gặp mưa rào. Huyết mạch của Diệp Huyên lập tức đột phá lên một đẳng cấp khác. Ở phía xa, sắc mặt nhóm giới chủ huyền thần giới trở nên vô cùng khó coi, huyết mạch của Diệp Huyên cứ tăng lên mãi. Lúc này, Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn Huyền Mộc đánh đơn. Đánh đơn. Huyền Mộc nhìn hắn, như ý người muốn. Nói rồi ông ta định ra tay luôn, nhưng giới chủ huyền thần giới lại ngăn ông ta lại. Huyền Mộc nghiêm nghị nói, đại ca, đệ biết chúng ta không được khinh thường bất kỳ ai, nhưng đệ muốn đường đường chính chính đánh với hắn một trận. Nói rồi ông ta quay đầu lại nhìn Diệp Huyên, đệ rất khó chịu với hắn, muốn tự tay giết chết hắn. Giới chủ huyền thần giới im lặng. Huyền Mộc mỉm cười, đại ca không yên tâm cũng không sao, lát nữa nếu đệ không đánh lại được thì huynh ra tay, được không? Diệp Huyên. Giới chủ huyền thần giới gật đầu, được. Huyền Mộc chợt xuất hiện ở nơi không xa trước mặt Diệp Huyên, hôm nay. Đúng lúc này, một thanh kiếm đột nhiên chém tới. Trảm hư. Thanh kiếm này xuất hiện không hề báo trước. Mà Diệp Huyên vừa rút kiếm đã dốc hết toàn lực, đồng thời cũng bổ sung thêm cả huyết mạch chi lực. Đương nhiên hắn không dám lơ là khinh địch, vì hắn đang phải đối mặt với một vị cổ thần cảnh. Ra tay là phải tung sát chiêu ngay. Mặc dù Diệp Huyên tấn công bất ngờ nhưng phản ứng của Huyền Mộc cực kỳ nhanh, ông ta lập tức giơ tay ngăn lại. Bùm! Một khoảng kiếm quang vỡ tan. Huyền Mộc lui về sau nghìn trượng, cánh tay phải nứt ra, nhưng giây tiếp theo ông ta lại biến mất tại chỗ như mũi tên bắn khỏi dây cung. Phụt, thời không chấn động rồi vỡ tan. Ở đằng xa, Diệp Huyên chém ra một kiếm nữa. Đoàng! Một mảnh kiếm quang nổ tung, Diệp Huyên liên tục lùi lại, trong quá trình lùi lạ, thời không trước mặt hắn nứt toác, một quyền ấn hướng thẳng đến trước mặt hắn, quyền này phóng đến, thời không xung quanh hắn đều méo mó. Diệp Huyên nghiêng người né được cú đấm kinh hoàng này, đồng thời hắn xoay cổ tay, kiếm cứa về phía bụng Huyền Mộc, nhưng ông ta phản ứng cực nhanh, khi né đòn thì ông ta chợt giơ đầu gối lên, đập thẳng vào kiếm của Diệp Huyên. Bùm! Một mảnh kiếm quang lại nổ tung trước mặt hai người, sau đó cả hai cùng bị đẩy lùi, trong lúc lùi lại, mấy chục kiếm quang đột nhiên xuất hiện trước mặt Huyền Mộc một cách quái dị. Thấy mấy chục kiếm quang đột ngột xuất hiện, con người của Huyền Mộc co rút lại, ông ta chợt hét lên một tiếng tức giận, hai tay nắm thành nắm đấm, sau đó giơ lên,
chân cong xuống theo thế đứng tấn, ông ta giận dữ hô, phá. Bùm! Một lực lượng đáng sợ đột nhiên quét ra từ trong cơ thể ông ta. Bùm! Trong phút chốc, mấy chục thanh kiếm của Diệp Huyên đều bị chém bay, ngay lúc này, một tàn ảnh chợt vọt tới trước mặt hắn, tiếp đó là một thanh huyết kiếm chém tới. Bùm! Trong tích tắc, Huyền Mộc bị chém lùi ra xa hàng nghìn trượng. Ông ta vừa dừng lại, mấy trăm thanh kiếm đã từ trên trời giáng xuống, nhấn chìm ông ta. Kiếm ngưng tụ từ kiếm ý. Khoảnh khắc hàng trăm thanh kiếm cùng tấn công, đồng tử của Huyền Mộc co rút thành hình đầu kim, ông ta thét gào, tay phải xòe ra, vô số dao lam màu đen đột nhiên bay lên. Đoàng đoàng đoàng. Những tiếng nổ liên tiếp bỗng chốc vang lên, từng tia đao quang và kiếm quang liên tục vỡ vụn, Huyền Mộc thì điên cuồng lùi lại phía sau, cùng lúc này Diệp Huyên cũng biến mất. Phụt. Một kiếm quang màu đỏ phóng tới, nó đi qua nơi nào, thời không tan vỡ tới đó. Vào lúc này, một lực lượng kinh khủng đột nhiên tràn ra từ trong kiếm quang vỡ vụn, tiếp đó một quyền ấn phóng tới với lực nghiền ép, phóng thẳng tới kiếm quang màu đỏ máu của Diệp Huyên. Đùng đoàng. Quyền ấn vỡ, kiếm quang lành. Hai người cùng lui về sau mấy nghìn trượng, thời không bán kính mấy vạn trượng vỡ tan thành hư vô như thủy tinh bị va chạm mạnh. Một màu tối đen. Mà lực lượng đáng sợ hai người tạo ra khi nãy vẫn chưa biến mất. Vì vậy thời không vỡ nát vẫn đang bị xóa bỏ từng chút. Lực lượng của hai người thực sự quá mạnh. Ở nơi khác, trong mắt Cổ Hàn đầy vẻ nghiêm nghị và bàng hoàng. Nàng ta không ngờ Diệp Huyên lại mạnh đến mức này. Trước kia nàng ta còn có thể trấn áp được Diệp Huyên, nhưng bây giờ hắn đã có thể sánh ngang với cổ thần rồi. Thực lực của hắn nâng cao một cách khó tin. Nên nói là không bình thường. Nhưng ngay sau đó, nàng ta đã phát hiện vì sao sức chiến đấu của Diệp Huyên lại đáng sợ đến vậy. Thứ nhất là huyết mạch chi lực. Giờ phút này, phần lớn sức chiến đấu của Diệp Huyên đều đến từ huyết mạch chi lực vừa đột phá, huyết mạch chi lực khiến hắn tăng được vô cùng nhiều sức chiến đấu. Thứ hai là kiếm ý của Diệp Huyên. Nàng ta phát hiện sở dĩ Diệp Huyên có thể chống lại cổ thần, ngoài huyết mạch chi lực ra còn có một nguyên nhân khác, đó là kiếm ý của Diệp Huyên. Kiếm ý của hắn mạnh đến mức hơi thái quá, có thể đánh cường giả cổ thần cảnh bị thương. Hai lý do khiến Diệp Huyên có thể cứng rắn đối đầu với cổ thần cảnh. Giới chủ huyền thần giới bên cạnh cũng đã phát hiện ra vấn đề này. Tuy Diệp Huyên mới là động huyền nhưng huyết mạch chi lực và kiếm ý của hắn lại hơi khó tin. Huyền Mộc nhìn Diệp Huyên chằm chằm từ phía xa, lúc này quanh người ông ta toàn những vết kiếm chém, trong đó có rất nhiều vết cực sâu. Suýt thì chém cơ thể ông ta thành từng mảnh. Tuy ông ta không ưa Diệp Thiếu, nhưng phải công nhận rằng kiếm của Diệp Huyên thực sự rất kinh người. Mà Diệp Huyên cũng không phải không bị thương chút nào, trước ngực hắn có một quyền ấn rất sâu, quyền vừa rồi của Huyền Mộc suýt nữa đã phá tan cơ thể hắn. Diệp Huyên hít sâu một, hơi nhắm mắt lại, cơ thể hắn khẽ run lên. Lúc trước hắn hấp thu huyết khí xong, huyết mạch đột phá. Hắn đã gần không thể kiểm soát được nó nữa rồi. Cũng may, mấy ngày nay sau khi đọc không ít sách, hắn đã có thể trấn tĩnh tĩnh tâm suy nghĩ, nếu không trong một khắc vừa rồi, huyết mạch đột phá đã có thể khiến hắn hoàn toàn mất đi thần trí. Bây giờ hắn vẫn chưa thể hoàn toàn mất đi thần trí. Hắn phải giữ cho mình tỉnh táo. Hắn không ra tay nữa, với hắn mà nói, bây giờ kéo dài càng lâu càng tốt, bởi sau khi kích hoạt huyết mạch chi lực, thực lực của hắn sẽ không ngừng tăng lên theo từng giờ từng phút. Là kiểu tăng lên không có điểm dừng. Huyền Mộc ở phía xa cũng đã phát hiện ra điều này, ông ta nhìn Diệp Huyên chằm chằm, tay phải nắm lại, trong phút chốc, một luồng lực lượng kinh khủng ngưng tụ ra từ quyền của ông ta, thời không xung quanh bị phá vỡ từng giây từng phút. Rõ ràng là ông ta định xài ngoại vật phụ trợ. Đúng lúc này, Huyền Mộc bay lên trời. Giây tiếp đó một chốc gương đen khổng lồ bay ra khỏi cơ thể ông ta, tay phải ông ta cầm gương rồi chiếu về phía Diệp Huyên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 208.